Con thật may mắn được gặp thầy. Duyên lành khi dừng chân ở cửa tiệm, thấy hình sao giống thầy quá. Con bèn di chuyển cái tủ che khuất và đọc mới biết thầy đến Úc. Sau khi đọc xong, con đẩy tủ lại hơi nặng, đẩy không đúng vị trí của ông chủ tiệm vì không muốn khuất hình thầy và muốn mọi người nhìn thấy, nên con bị ông chủ la một trận. Chủ nào vậy chị coi? Bị ông chủ la một trận, con mỉm cười và xin lỗi ông. Đúng là duyên lành con được gặp thầy ở ngoài đời, vì con luôn nghe pháp thoại của thầy qua YouTube. Nay con gửi tên và gặp thầy, con xin quy y. Question ở câu sau. Trời ơi, làm nãy giờ đọc muốn chết. Mỗi đêm con niệm danh hiệu Phật, Di Đà, Quan Âm, Bồ Tát có được không thầy? Vì con có nghe một vị thầy khác nói là niệm một vị thôi cũng như nhất nghệ tinh nhất thân vinh. Riêng con thì rất muốn niệm đủ cả hai. Xin thầy quan hỷ cho con biết. Là thêm rắc rối nữa. Mình thì muốn niệm hai, ông thầy kia thì biểu niệm một. Là đã rối rồi, giờ thêm em vô nữa rối thêm. Thôi em không muốn làm bà Tám đâu. Nếu mà mình đã xác định là mình thích niệm hai, mà hai người kia không có ý kiến gì hết, Di Đà, no problem. Quan Âm cũng no problem. Tại sao mình phải sanh problem? Bằng chứng là lâu nay mình niệm hai người đó mà hai vị im ru để cho mình niệm, nghĩa là tao ok rồi. Hỏi mấy bà Tám này rắc rối lắm. Tại vì mấy bà Tám này mỗi người một kiểu. Thưa đại chúng, ngày hôm qua Pháp Hòa có giải thích chỗ niệm Phật đó. Thì Pháp Hòa không muốn nói thêm nữa, là tại vì mình đã nghe mình hiểu rồi. Còn cái vấn đề mình chọn bao nhiêu vị mình niệm là tùy mình, không có sao hết á. Nhưng mà có điều quan trọng là sâu sắc hơn nữa là mình nên niệm Phật và hành cái hạnh của Phật. Hạnh của Phật Di Đà là thanh tịnh, hạnh của Quan Âm là từ bi. Tại làm sao mà Di Đà phải đứng với Quan Âm Thế Chí kêu là Tây Phương Tam Thánh? Bởi vì Quan Âm là từ bi, Thế Chí là dũng lực. Mình từ bi nhưng mình phải có cái dũng lực để đưa sự thanh tịnh của mình đến chỗ tuyệt đối. Cho nên từ bi và dũng lực trợ duyên cho Đức Di Đà. Cho nên hai người hầu cận của Đức Phật Di Đà, Quan Âm Thế Chí, Di Đà đứng giữa. Này gọi là bộ ba. Mà ba này gọi là gì? Tây Phương Tam Thánh. Còn Đức Dược Sư ngồi giữa, Đức Nhật Quang Biến Chiếu ngồi một bên, Đức Nguyệt Quang Biến Chiếu ngồi một bên. Ba vị này gọi là Dược Sư Tam Thánh. Còn có một trường hợp Đức Thích Ca ngồi giữa, Đức Văn Thù bên, Đức Phổ Hiền bên. Cái này gọi là Ta Bà Tam Thánh. Còn nếu mà Đức Tỳ Lô Giá Na ngồi giữa, Đức Văn Thù bên, Đức Phổ Hiền bên, gọi là Hoa Nghiêm Tam Thánh. Cho nên quy y cũng tam bảo, Phật tu phe ba người. Vì vậy không hề sợ chụp hình ba người. Mình niệm Phật nào cũng được hết, tùy theo cái tâm phát nguyện của mình. Nhưng mà mình nhớ là mình niệm á, đừng có quan niệm vậy nè. Có một Phật tử nói con niệm Phật Di Đà để cầu sanh cực lạc, xong con cũng muốn được hết bệnh hết khổ cho con niệm Quan Âm. Nhưng con suy nghĩ rồi, niệm Quan Âm mà không niệm Thế Chí sợ Bồ Tát Thế Chí buồn, cho nên con niệm luôn Ngài Thế Chí. Niệm xong Ngài Thế Chí con cũng thấy thương Ngài Địa Tạng. Lỡ con rớt xuống dưới mà con không thường niệm Ngài, Ngài không ngó con làm sao? Trời ơi, mình sống ngoài đời sao mình nghĩ mấy Bồ Tát y vậy đó.
Nghĩa là ở ngoài đời mình sống, mình có ai không nhớ tôi không thèm ngó mặt họ. Cho nên rồi mình cũng nghĩ mấy Bồ Tát kia cũng sống y kiểu mình vậy đó. Rồi con lỡ con xuống dưới rồi ngài Địa Tạng nói mày cũng có niệm tao. Không có chịu rước con sao. Cho nên mà cái kiểu đó là kiểu chúng sanh mình sống làm sao là mình nghĩ Phật Bồ Tát y vậy, phải không? Cho nên rồi á, ai mà hứa với mình mà không làm cái mình giận, rồi cái mình đổ thừa cho Phật luôn à. Bữa nào mình hứa ăn chay tháng mà không ăn cái tháng đó nhức đầu bệnh, cái đó Phật quở. Trời ơi, Phật đâu có rảnh, Phật đâu có rảnh mà đi bắt tội mình mấy cái chuyện lặt vặt vậy được. Xin Thầy cho con hỏi, con trì chú Đại Bi và niệm Phật mỗi ngày, những lúc như vậy con có thể mời những oan gia trái chủ và những vong hồn chưa siêu thoát đến trì chú và niệm Phật chung với con được không? Dám mời không? Mà nếu mà mời mà họ tới dám ngồi đó không? Thưa đại chúng á, quý vị không cần mời, người ta vẫn có mặt. Nghe ớn không? Thật sự ra đó, quý vị nhớ như thế này: một việc gì lành thiện chúng ta làm, âm dương đều được lợi. Dù mình không nói gì hết, nhưng mà sự thật là như vậy. Ví dụ chiều hôm nay mình giảng pháp, mình nói chuyện đạo lý, trong khi đại chúng ngồi đây quý vị nghe, quý vị tin rằng có những người khác không có mặt họ có nghe không? Có chứ. Thành tử ra mới cho nên mình tụng kinh xong mình nói là phổ nguyện âm siêu dương thới. Người âm người siêu gì cũng đều, người chết thì được siêu, người dương thì được thanh thới. Cho nên cái việc mà mình mời đó là một cái việc gọi là mình có lòng à, mình muốn mời cũng được à, mời những oan gia trái chủ gì đó, vong linh nào về đó nghe kinh thính pháp siêu thoát. Nhưng mà không mời, người ta nghe điều lành thiện, nếu người ta có lòng tương ưng, ta có mặt à. Cho nên mình mở pháp lên mình nghe, chư thiên cũng nghe với mình. Nhưng mà mình cũng đừng nghĩ là chỉ có vong, nhiều khi các bậc cao hơn người ta cũng đến nghe pháp, tại người ta cũng cần nương tựa, người ta tu mà. Cho nên không có sao hết. Bạch Thầy, tại sao lễ vong sao lại bốn lại? Mình muốn lại năm cũng được chứ, vong đâu có nói gì đâu. Người chết mà chưa chôn lại hai lại. Tại sao hai lại? Nhưng mà trước khi Pháp Hòa nói này, Pháp Hòa phải đính chánh nữa. Cái vụ lại ba lại bốn lại này không phải của Phật quy định. Đây là lễ nghi của người Việt Nam chúng ta. Và quý vị nhớ những gì thuộc về cúng bái ông bà tổ tiên, đó là văn hóa của Việt Nam, chứ nó không phải bắt nguồn từ đạo Phật. Nhưng đạo Phật có một cái hay là đến đâu đạo Phật cũng hội nhập được với cái văn hóa truyền thống ở đất nước đó. Và đồng thời như chẳng những như vậy mà còn làm cho cái văn hóa đó đẹp hơn nữa. Ví dụ như mình lại hai lại, cái người ta nói là sao? Lại âm dương. Nhưng mà đạo Phật nói nữa nè, lại hai lại là bởi vì cái người đó chết rồi, thuộc về người âm, nhưng mà chưa chôn, họ vẫn còn ở đây, cho nên gọi là âm dương. Lại hai lại còn có nghĩa tượng trưng cho gì? Chân đế tục đế. Chân đế là một cái đạo lý chân thật, còn tục đế là đạo lý tạm thời ở thế gian. Ví dụ mình nhớ ơn tổ tiên, cho nên mình tổ chức cúng dỗ, đó là chân đế, là vì nhớ tổ tiên. Còn tục đế, nhớ thì cúng, mà cúng thì phải có cái lễ, cho nên mới làm cơm, làm trà, để đũa, để muỗng đồ lên, gọi là cúng. Bây giờ ví dụ như mình là người Ấn Độ, mà thật sự Ấn Độ không có cúng vụ này nha, nhưng mà nếu như mình là người Ấn Độ thì cúng khỏi để gì hết, tại vì Ấn Độ ăn bóc. Mình theo truyền thống nào thì mình làm theo cái truyền thống đó, cái đó gọi là tục đế. Còn chân đế là cái sự thật là chúng ta tưởng nhớ là đã đủ. Đấy, giống như Phật vậy đó. Thủy chung á, chúng ta cúng Phật
một chén cơm trắng là đủ rồi. Còn như mà mình có nữa là chè xôi bánh trái thôi, chứ không có mì xào, chả giò, cà ri, kiểm, không có đem lên bàn Phật để như vậy. Bàn Phật là không có để mấy cái đó. Cúng Phật là chè, xôi, trái cây, bánh trái gì đó, hoặc là một chén cơm trắng, chứ không có đem chả giò, mì xào, cà ri, canh chua, ragu. Rồi đã vậy rồi để, mà nhiều khi Phật nhìn tô cà ri, Phật nói này không quen quen, nhìn không quen, tại cà ri này không phải cà ri tôi. Mình cúng Phật không có cúng mấy cái đó. Nhưng mà thí dụ mình đem lên mình cúng đi nữa đó, chẳng qua là gì? Tục đế thôi. Chân đế là mình muốn bày tỏ lòng biết ơn của mình đối với Phật. Mà lòng biết ơn của mình mà chân thật nhất là gì? Nghe lời Phật, sống theo lời Phật, gọi là bày tỏ lòng biết ơn bằng cách sống đúng lời Phật. Còn cái chuyện mình cúng kiến lại Phật kiểu nào đó là tùy mình. Rồi hai lại, ba lại, lại Phật, lại chư tổ. Tại sao? Bởi vì ba lại tượng trưng cho Phật, Pháp, Tăng, Tam Bảo. Tại sao lại bốn lại? Bốn lại là mình lại tứ thân phụ mẫu, nội ngoại hai bên. Cho nên người chết rồi, chôn rồi, lại bốn lại. Đó, quý vị thấy quý thầy đi cúng không? Hạ nguyệt xuống rồi thì quý thầy sướng sao? Hạ nguyệt sử tất trai chủ kiền thành lễ tạ tứ bái. Nghĩa là cái thâm ơn đó mình kết thúc bằng cách là lại bốn lại, tạ tất cả những thâm ơn tổ tiên nội ngoại. Cho nên ngày xưa cúng theo kiểu Việt Nam mình á, hễ mà cúng ông bà tổ tiên trên bàn thờ để bốn cái chén, bốn đôi đũa. Đó là cúng theo cái cách của Việt Nam mình đó. Nghĩa là lúc nào mình cũng nhớ đến ông bà tổ tiên nội ngoại hai bên. Cho nên cúng củ huyền thất tổ để bốn chén cơm, trà ba chung. Còn cúng cô hồn để sáu chén hoặc 12 chén, lục đạo hoặc là thập nhị loại cô hồn. Đó là mình bày tỏ thôi, chứ còn không có cái kinh điển nào nói mấy lại chứ. Nhưng mà quy định, còn nếu mà lại vua chúa tế trời lại năm lại, ở khoảng giữa lại nữa là trung ương, là tượng trưng cho vua trời. Trên hồi xưa người ta kêu ông vua là thiên tử. Thiên tử là gì? Con trời. Cho nên cái cung điện của vua xây 999 điện, chứ không được 1000 điện. Bởi vì họ quan niệm cõi trời là cõi 1000 điện. Con của vua chỉ con của trời, thua trời một bậc thôi, không dám xây ngàn cung điện, mà chỉ được xây 999 cung điện thôi. Vì đó là thiên tử, chứ còn không xây ngàn điện. Ngàn điện chỉ có trời. Ở cõi trời có ngàn điện. Còn con vua là thiên tử. Ông vua ông có 999 cái điện lớn nhỏ khác nhau. Khi nào mình biết mình đã giác ngộ, khi nào đã hoàn toàn giác ngộ, làm sao chứng được các thánh quả, thì cứ thấy gì ngộ ngộ giác, kêu là giác ngộ chứ gì đâu. Thật sự ra mình chưa phải là người toàn giác, mình chỉ là phần giác. Khổ phần nào, giác ngộ phần đó. Đến khi nào mình hoàn toàn thông suốt thế gian là toàn giác thôi. Ví dụ bây giờ hen, mình đã từng đau vì một cuộc tình, giác chưa? Giác. Mình từng đau vì bị bạn lường gạt, cũng là cái giác. Cho nên cuộc đời này hễ gặp gì thì nạn gì thì mình giác cái đó. Giác nghĩa là tỉnh. Mà khi chưa gặp thì mình mê. Ví dụ mình thương người đó mà người nhà mình thấy người đó không được, khuyên mình nghe không? Thậm chí mình còn làm thơ mình nói nhỏ nữa. Hồi xưa ai ép Dương bà, bây giờ bà già bà ép Dương tôi. Kính thưa thầy, con có một câu hỏi. Bạn con rất muốn đi xuất gia, nhưng vì bị người khác gạt một số tiền khá lớn
mà số tiền này bạn con mượn của người khác, bạn con nói giờ phải đi làm để trả nợ, còn nếu không thì chết không siêu thoát và kiếp sau cũng phải trả. Nghĩ vậy có đúng không thầy? Mặc dù người cho mượn tiền nói xóa nợ cho bạn con, không đòi nữa. Câu hỏi là một người muốn đi tu nhưng mà tại vì còn thiếu nợ người khác, do mượn tiền người khác, cho người khác mượn rồi bị quệt à, đi mơ rễ má vậy đó. Cho nên người xưa người ta có câu là đừng mượn tiền bạc giùm ai, ngày mai mà không trả là cả hai mít lòng, có thì giúp không thì thôi, thài lai chi để họ bôi nhọ mình. Bây giờ á, mình muốn đi tu mà mình còn nghĩ rằng mình nợ người ta, nhưng mà có cái hay là người ta đã xóa nợ cho mình rồi, đừng có sợ là mình mắc nợ người ta rồi lỡ cái chuyện tu hành của mình. Trả nợ cũng có nhiều cách trả. Nếu mình không có tiền mình trả người đó thì mình tu để mình độ cho người đó, cái trả này nó còn siêu hơn trả tiền nữa. Ví dụ Pháp Hòa nợ quý vị 100 ngàn, không có tiền trả, nhưng mà quý vị có thể gặp một cái khổ nào đó mà Pháp Hòa giúp được, mà Pháp Hòa giúp cho quý vị, thì quý vị thấy rằng 100 ngàn này có lấy lại cũng không hết khổ, mà ông thầy này hay chú nọ cô kia giúp tôi được. Thành thử ra tại sao người xuất gia, người xuất gia là cũng trả nợ chứ gì nữa, nhưng mà trả nợ bằng cách là giáo hóa giảng dạy để người đó thông hiểu hết được cái khổ. Vì mỗi ngày á, người tu là nhận cơm áo của quý vị cho. Quý vị cho người tu được cái vật chất để người tu yên lòng, không phải bận lộn cái chuyện đó. Nhưng bù lại, người tu phải tu, phải thuyết pháp để trả ơn cho tín chủ đàn na. Đức Phật có dạy trong kinh rõ lắm. Một người xuất gia là phải đền ơn cho thính chủ bằng 4 cách. Ngoài cái chuyện giảng pháp ra còn gì nữa biết không? Khi gia đình hữu sự họ cần tới mình phải có mặt trợ duyên. Thí dụ như giờ con của họ nó làm sao đó, mình không làm gì được hết á. Nhưng mà theo cái đạo lý là khi người ta có chuyện cái người ta nhờ mình tới, có sự có mặt của mình làm cho người ta yên tâm. Ba sắp chết mời thầy tới đâu có nghĩa là ba thấy thầy cái ba tỉnh lại đâu. Không chừng ba thấy rồi mình tụng xong thời kinh cái ông già ông êm quá không đi luôn. Thật sự ra lúc đó mình nói trời ơi, thầy đến thầy tụng cho ba tôi thời kinh, tâm ông an tịnh, ông đi theo Phật nhẹ nhàng. Vì vậy cho nên á, mình muốn xuất gia thì cứ đi xuất gia đi. Người này người ta đã xóa nợ cho mình rồi, rồi đời sau nếu thí dụ như trong đời này mình thành tựu được cái gì mình độ cho họ cũng là một cách trả nợ. Cho nên á, đời này á, mình mà còn nợ ai đó, nghiệp mà còn đó, trong pháp tịnh độ người ta có một cái phương pháp, người ta có một cái lý gọi là gì? Đới nghiệp vãng sanh. Thế nào gọi là đới nghiệp vãng sanh? Đới là gì? Là carry. Chữ đới là carry, là mang theo. Mình mang theo cái nghiệp mình sanh về tịnh độ. Nhưng mà quý vị đừng có lầm là cái gì mình cũng mang được nha. Phải giải thích chỗ này một chút. Đới nghiệp nghĩa là cho mình đem cái nghiệp cũ, nhưng mà nhất định không được tạo nghiệp mới nữa thì mới được. Chứ còn mà trời ơi, nghiệp cũ chưa trả hết mà cứ mượn hoài thì nợ này kiếp này mình chưa trả xong. Đới nghiệp làm kiếp mượn cái nợ cũ vãng sanh thì được. Nhưng mà nói như vậy là một sự an ủi, chứ còn thực ra mình bạch, mình sập nghiệp vãng sanh mới tốt. Còn nếu mà đới nghiệp là gì? Là mình còn mang nợ về đó, nhưng mà cuối cùng mình phải hoàn lại ta bà để trả cho những người đó bằng cách là giáo hóa cho họ tu, chứ không phải trả nợ bằng tiền của nữa, mà giáo hóa cho họ bằng cái pháp tu đó thôi. Con thường nghe nói người vừa tắt thở thì cố gắng tránh đụng vào người ấy. Nhưng người tắt thở có thể rơi vào trong mấy trường hợp như sau: 1. Bị tắt thở tại nhà.
người nhà phải báo ngay với cảnh sát, với bác sĩ, như thế là phải đụng sờ vào người mất. 2. Tắc thở tại bệnh viện nếu người ấy còn đang bị bắt, bị đặt nhiều ống truyền oxy, ống vô thức ăn, kim trên tay, ống nước tiểu, vân vân. Vậy người mất đó đã bị y tá sờ vào người rút ống ra. 3. Người tắc thở hiến tặng tim, gan, thận, vậy vừa mất là bị bác sĩ mổ xẻ ngay. Nếu người tắc thở bị rơi vào một trong 3 trường hợp kể trên thì đâu thể yên được từ 1 tới 8 tới 12 tiếng đồng hồ. Như thế thân xác người mất đau đớn lắm phải không thưa thầy? Họ đau mà hỏi em gì? Cái này nó cũng hồi nãy cũng có trả lời một chút rồi đó. Thứ nhất, mình tắc thở tại nhà, nếu cái luật đó đó, mà cái luật là vừa tắc thở xong phải báo liền với cảnh sát và y tá, bác sĩ họ tới họ đưa về, thì mình để cho họ đem đi thôi, chứ mình đâu cái luật mà. Còn nếu như mình tin vào cái cách là đừng đụng vào người mất sợ họ đau đó, thì mình có thể nói với họ là xin nhẹ tay. Bởi vì cái người ngoại quốc á, họ rất là tôn trọng cái truyền thống của mỗi quốc gia. Thậm chí ở những bệnh viện á, họ còn mời mình vô để thuyết trình những văn hóa truyền thống tập tục của mình, để họ đừng làm phạm vào cái tín ngưỡng của mình. Ở đây người ta tôn trọng mình dữ lắm. Pháp Hòa là thỉnh thoảng vô bệnh viện, vô sở cảnh sát rồi vậy đó, để trình bày cho họ nghe những cái truyền thống văn hóa của mình, để họ có gặp thì họ cảm thông là lý do nào mình như vậy. Cho nên cái trường hợp mà đó, nếu mình sợ thì mình có thể request, yêu cầu nhẹ tay. Còn nếu như mà luật họ cho mình được để nhà 8 tiếng, 6 tiếng theo cái cách tin của mình, họ vẫn tôn trọng, họ để đó. Còn nếu như trường hợp mà rút cái ống cũng vậy, cứ rút ra nhưng mà rút trong nhẹ nhàng. Thật sự ra người ta respect lắm, chứ người ta không có làm gọi là đau đớn như mình tưởng tượng đâu. Quý vị đi vào bệnh viện, quý vị thấy những người y tá họ làm, họ rất là tôn trọng bệnh nhân, và họ chăm sóc mình ở đây rất là kỹ càng, rất là cẩn thận. Mà nếu mà tính ra cái tiền mà mình phải trả cho nhà thương như vậy, bạc trăm ngàn đó, mà mình có trả đồng nào đâu, chính phủ lo hết. Mà những người y tá họ rất là nhẹ nhàng đối với bệnh nhân, mà nhất là người đã mất, họ respect mình tuyệt để, triệt để. Thậm chí mình họ bước vô, mình nói là họ khám xong, họ xác định là người này đi rồi đó, họ xoay qua họ nói he's gone, I'm sorry, là họ ôm mình, họ ôm người thân liền đó. Người y tá đây họ rất là nhẹ nhàng, cho nên đừng có lo chuyện đó. Nếu mình tin vào cái này, cái lý thuyết này, thì cứ request họ. Nhưng mà ở trường hợp thứ ba, nếu mình hiến, đã là nguyện thì không có sợ gì hết. Mình nguyện mà. Mà nếu mình nguyện mà người ta sử dụng được tất cả tim, gan, phèo, phổi, mắt, tai, mũi, họng gì mình cho người ta, mà người ta sử dụng được đó được, thì có mãn nguyện không? Mãn nguyện. Mà cái gì mình nguyện thì không có gì đau đớn hết, tại vì mình nguyện. Chỉ có một cái điều mình sợ thôi, là cho tùm lum mà lúc đó không còn gì xài được mới ớn. Còn mình cho được mà người ta sử dụng được là tốt thôi. Làm việc ăn giờ cho phải kỉnh, coi cho kỹ. Hôm nay có một Phật tử đem lại cái câu hỏi là: trong kinh Hiền Nhân, Đức Phật có dạy 4 thứ bạn. Bạn như hoa, bạn như cân, bạn như nước, bạn như đất. Vậy hôm nay đủ duyên, xin Thầy Quan Hỷ giải thích cho chúng con hiểu thấu đáo, để kết bạn sao cho khỏi ân hận. Thưa đại chúng, thế nào gọi là bạn như hoa? Bởi vì nếu mà bạn đó, thí dụ hoa đó, tươi thì mình để mình chưng, dắt trên đầu, héo thì mình vớt thùng rác. Cũng như thế, có những người bạn đến với mình, nếu mà mình còn sử dụng được, còn xài được, thì họ chơi với mình. Còn nếu như mà mình không còn chỗ nào để xài thì họ quên lửng mình luôn. Bạn như vậy gọi là bạn như hoa. Thế nào gọi là bạn như cân? Bạn như cân là những người chơi với mình nhưng mà luôn luôn toan tính,
so đo hơn thiệt. Ví dụ như mời mình đi ăn hai lần mà không thấy mình mời lần nào cái trách, nói người đó chơi không được, không biết điều, chơi không đẹp. Hoặc là thậm chí tiệc tùng mời bạn với nhau, người ta mình họ tặng cho mình món quà đắt tiền, cái họ cũng expect, họ cũng mong lần sau sinh nhật họ, họ mời mình cũng phải món quà bằng hoặc hơn. Mà nếu mình đi món quà họ mở ra thấy rẻ, cái nói mình sao cheap. Lúc nào cũng có cái so sánh toan tính thiệt hơn. Bạn như vậy gọi là bạn như cân. Thế nào gọi là bạn như núi? Bạn như núi là bởi vì ngày xưa trên đỉnh núi nó thường có những chất quý báu, ví dụ như vàng, ngọc, ví dụ vậy đó. Thì nếu như mà con chim nó đậu ở trên cái đỉnh núi đó thì cái bộ lông của nó cũng sẽ được tỏa sáng theo những cái vật châu báu nằm ở trên cái đỉnh núi đó. Mình chơi với bạn, có đôi lúc mình gần họ, mình lấy được cái đẹp của họ. Cho nên Tổ Quy Sơn cũng có dạy: viễn hành yếu giả lương bằng, sát sát thanh ư nhĩ mục, thời thời văn ư vĩ văn. Nếu mình mà đi xa, viễn hành là đi xa, yếu giả lương bằng là nên gần gũi những người bằng hữu lương thiện. Để chi? Để sát sát thanh ư nhĩ mục. Nhĩ là mục là mắt. Mình chơi với bạn tốt, lương bằng bạn tốt đó, thì thời nào phút nào mình cũng được trong sạch cái thấy nghe của mình. Tại vì người đó không có bạc phò bà tám, không có thị phi nhân ngã, thì mình nghe được lời lành. Cho nên sát sát thanh ư nhĩ mục, mà thời thời văn ư vĩ văn là lúc nào mình cũng nghe được những điều chưa được nghe. Văn ư vị văn là nghe những điều chưa từng nghe. Đó là mình gần cái lương bằng đó. Và xin lỗi, người xưa ta nói sao? Gần mực thì đen. Gần mực thì đen. Không phải. Phải không? À vậy hả? Gần mực thì đen, gần đèn thì tắt. Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Đó là vậy. Thế nào gọi là kết bạn như đất? Đất là một cái tượng trưng cho sự vững chắc. Mọi cái hạt giống cỏ cây nó cũng mọc lên từ đất. Mình gần bạn lành cũng giống như là những người mà vững chắc để mình nương tựa được. Có nhiều khi mình sợ ít mà mình nói cho họ nghe, họ hù mình sợ nhiều thêm. Có nhiều khi mình chơi với bạn tối ngày có hù dọa mình biết à, và mình khổ đau chẳng có nương tựa gì được, mà toàn đốc suối, còn nói những cái điều rất là negative, rất là tiêu cực. Nói tới đây thì đại chúng nhớ là Việt Nam mình á, có một cái tình bạn rất đẹp, đó là Lưu Bình Dương Lễ. Quý vị nhớ câu chuyện Lưu Bình Dương Lễ. Còn bây giờ cũng còn kể cho đại chúng nghe một câu chuyện bên Trung Hoa. Đó là thời Đông Châu, có một người tên là Bảo Thúc và Quản Trọng. Thì Bảo Thúc với Quản Trọng là hai người bạn chơi với nhau. Thì khi mà Bảo Thúc chết, Quản Trọng tới ôm xác mà khóc, khóc nức nở, khóc hơn người thân mình chết. Thì người ta mới nói: ông với Bảo Thúc chỉ là bạn, có là cái gì đâu sâu sắc mà ông khóc dữ vậy. Thì Quản Trọng trả lời: hồi nhỏ lúc còn nghèo, tôi với Bảo Thúc đi buôn bán chung, chiều về chia tiền, tôi thường dành phần hơn. Nhưng mà Bảo Thúc không bao giờ trách tôi vì thông cảm gia cảnh tôi nghèo. Lớn lên một chút, hai đứa hợp tác làm việc, đôi lúc tôi cãi, Bảo Thúc cũng nhường. Rồi khi việc nó hư, Bảo Thúc không trách mà còn nói tôi làm sao, à còn thấy tôi
ba lần làm quan, ba lần bị cắt chức, không xa lánh tôi, không chê trách tôi, mà còn nói an ủi lời rằng thôi ráng đi, anh chưa gặp thời. Ra chợ tôi bị người ta ăn hiếp, tôi không dám trả lời. Bảo thúc không chửi tôi là hèn nhát, mà còn khen tôi anh là người độ lượng. Một người bạn như thế đi mấy có bao giờ tìm được. Cho nên bạn mà hiểu mình, thông cảm cho mình, hướng dẫn cho mình trên đường thiện lành, đó là thiện tri thức. Quý vị nhớ câu chuyện Bá Nha Tử Kỳ đó. Đó nghĩa là hai người, mình hay có một cái danh từ gọi là tri âm tri kỷ đó. Cái chữ tri âm tri kỷ là nó xuất phát từ cái điển tích của Bá Nha Tử Kỳ. Tri âm là gì? Người biết thưởng thức âm nhạc của mình. Còn cái người mà hiểu được cái tình bạn gọi là tri kỷ, hiểu được mình là tri kỷ, tri âm. Cho nên người xưa người ta nói đó, quen nhau đầy khắp trong thiên hạ, kiếm được tri âm được mấy người. Mình có thể quen nhau đầy khắp trong thiên hạ, nhưng mà tìm một người tri âm tri kỷ thật không phải dễ. Cho nên đời này mình gặp được tri âm tri kỷ thì biết là mình có một duyên lành ở trong cái tình bạn. Nhưng mà lỡ mình gặp những người bạn nào không dễ thương cũng đừng ghét. Nếu mình không có học được gì nơi họ thì mình cứ giữ tình bạn nhưng mà không có sâu. Bởi vì mình nhớ là mình sống ở đời, mình không muốn biến ai thành kẻ oán của mình hết. Bởi vì sao? Cái oán là cái trách. Có trách mới có oán, cho nên kêu oán trách. Nghĩa là người ta giận mình rồi thì người ta mới có cơ hội người ta trách mình đủ thứ. Cho nên giữ làm sao thêm bạn bớt thù. Từ đây con nhớ rằng tu, hạ mình nhận lỗi mặc dù rằng không. Lời nói sao hòa trong hiệp ngoại, tức là lời nói của mình làm sao cho nó hòa hợp trong ngoài. Thế nên Đức Phật có dạy rất nhiều bài kinh nói về tình bạn. Rồi đôi khi có những bài kinh Phật nói bạn có 7 dạng bạn. Bạn mà không bao giờ đốc xúi mình làm những điều sai quấy, thấy mình làm sai quấy thì khuyến khích, nâng đỡ, hướng dẫn mình ra khỏi cái chỗ lầm đường lạc bước, đó là bạn tốt. Còn bạn mà tán dương mình không được. Ở trong này có một câu nè: thầy ơi, tại sao người Việt Nam gọi mấy người nhiều chuyện là bà Tám? Trời ơi, làm như em trên thông thiên văn, dưới thông địa lý. Làm như em là biết, nghĩa là trên dưới gì cũng biết. Nhưng mà thôi, lỡ biết thì nói luôn. Tại vì người Quảng á, người ta gọi mấy người nhiều chuyện là bạc phò. Bạc phò, bạc phò là cái bà Tám. Cho nên người Việt mình mới dựa theo cái cách kêu gọi của người Quảng, kêu là bà Tám. Chứ còn tiếng Việt bà Tám nó không có nghĩa gì hết á. Tội nếu mình kêu như vậy, tội nghiệp cho mấy người thứ tám. Nhưng mà tại vì cái văn hóa của mình rất gần cái văn hóa của người Hoa, mà cái tiếng Quảng á là bạc phò, cho nên rồi từ đó mình mới dịch lại bạc phò là bà Tám, phải không? Cho nên rồi mình gọi mấy người mà vậy là bà Tám. Ví dụ như bây giờ cái người mà họ hơi không bình thường, tiếng Việt kêu làm sao? Nhẹ nhẹ thì man man, nặng nặng thì tấn tấn. Ví dụ vậy. Nhưng mà người Quảng họ kêu là sập xăm tím. Phải vậy không? À, 13 điểm. Nhưng mà nếu mà bây giờ cái anh Quảng mà anh bắt chước người Việt á, anh không biết cứ tẩn tẩn làm sao, cánh xoay vòng vòng vậy nè. Cho nên người Mỹ mà gặp mình mà nói mình dày là không được rồi nha.
Cho nên á, có nhiều khi mình sống trong đời mình gặp nhiều cái điều thị phi lắm. Thị là gì? Thị là tốt, phi là xấu. Mặc dù mình cố gắng mình làm rất nhiều việc thiện, nhưng việc thị phi không thể tránh. Thế thì làm sao mình quán chuyện này đây? Bây giờ Pháp Hòa nói cho đại chúng nghe hai câu này, cái mình bỏ túi mình xài chơi. Chuyện tốt xấu ngày nào cũng có, nghe hay không tùy ở mỗi người. Biết nghe miệng miễn cười tươi, không biết lòng dạ tơi bời khổ đau. Bốn câu thơ đó Pháp Hòa dịch từ một câu tiếng Hán: thị phi trung nhật hữu, bất thính tự nhiên vô. Trong ngày, trong đời sống của chúng ta, mỗi ngày đều có chuyện thị phi hết, gọi là thị phi trung nhật hữu. Bất thính, bất thính là gì? Là không nghe. Bất thính tự nhiên vô. Chữ thính này á, nó không có cái nghĩa là người ta đang nói rồi mình im lặng, mình bịt lỗ tai, mình nói không nghe, không nghe. Mình vẫn nghe người ta nói, nhưng mà người ta chỉ phát ra cái tiếng thôi, còn cái nghĩa của lời nói đó đừng nghe. Thị phi trung nhật hữu, bất thính tự nhiên vô. Thì Pháp Hòa mới dịch hai câu đó thành bài thơ bốn câu vậy đó. Chuyện tốt xấu ngày nào cũng có, nghe hay không tùy ở mỗi người. Biết nghe miệng miễn cười tươi. Người ta nói, thí dụ bây giờ người ta nói cái điều đó phi, nhưng mà ở cái khía cạnh của mình nhìn mình không thấy phi, nhưng mà mình cũng thông cảm, mình cũng chưa chắc là đúng trọn vẹn, người kia cũng chưa chắc là đúng trọn vẹn. Bởi vì sao? Bởi vì cái gì mà chúng ta nói đều là phiến diện gốc hết. Cho nên chúng ta là người giác, nhưng mà lúc tỉnh lúc mê, cho nên gọi là hốt giác hốt mê. Có khi mình là bất giác, là hoàn toàn không tỉnh. Chỉ có Đức Phật mới là người toàn giác, vì Đức Phật ví như người ngồi ở trên, thấy hết ở dưới này. Còn mình có nói gì là mình nói theo cái khía cạnh mình ngồi, mình đứng, mình thấy thôi. Cho nên đừng có buồn, mình đừng có buồn khi mình làm việc thiện mà vẫn bị người ta thị phi. Mà nhớ là người ta không thị phi thì chưa chắc việc làm của mình đã đúng. Nhờ người ta nói vậy cho nên mình mới có cơ hội mình kiểm lại mình, và mình gò bó mình hơn, mình sống đàng hoàng hơn. Chứ còn không ai nói gì hết, có thể mình sống tự tung buông lung, phóng túng, cái điều đó nguy. Còn nhờ người ta có chăm soi chỉ trích mình vậy đó, cho nên mình mới chỉnh đốn mình lại chút. Hồi đó có một cái cô đó đó, quý vị có nhớ câu chuyện mà hai cha con đi chợ mua lừa không? Đó. Hai cha con đi chợ mua con lừa dắt không về nhà. Đi dọc đường cái hàng xóm, hai cha con này ngu, mua lừa mà không biết cởi. À, nghe có lý. Ông già leo lên, con lừa cởi, trai đứng ở dưới dắt. Đi chập cái thiên hạ mới nói, ông già này thiệt hơi bất nhân. Cha thì leo lên con lừa cởi, thằng con thì đi bộ. Cha này chúng cha thời nay à. Rồi ổng nghe có lý, ổng tuột xuống, ổng để thằng con lên. Điên hồi cái người ta mới nói đúng là thằng con bất hiếu. Nó đành lòng nào nó leo lên con lừa, nó ngồi mà để ba nó đi bộ. Rồi hai cha con, cha lên cũng không được, con lên không được, cuối cùng hai cha con leo lên luôn. Đi một chập cái thiên hạ nó hai người ác đức, hai cái thay mà leo lên một con lừa. Rốt cuộc hai cha con lát tụt xuống, lát tụt lên, lát tụt xuống, lát tụt lên. Tại vì người ta làm sao? Cứ nói. Chính vì vậy mà cuộc sống mình không yên. Mai mốt quý vị nghe cái bài giảng bình yên, và nói bên Mỹ, muốn bình yên phải làm gì? Thì trong đó có một trong những cách là đừng bao giờ để người khác sai xử mình. Cho nên Tổ Quy Sơn cũng nói, đừng có để ai quyết định cho đời mình, mình phải là người quyết định. Thì qua những câu hỏi là nãy giờ có mấy câu đó, Pháp Hòa gom lại, Pháp Hòa nói luôn chuyện tình bạn, chuyện thị phi trong cuộc sống.
Tại vì quý vị thấy không có cái việc gì mình làm mà người ta không có, người không có bình luận hết đó. Ăn thua là mình thấy cái việc đó nó thích ứng để mà làm hay không thôi. Chứ còn mình cứ nghe riết là mình không bao giờ mình trọn vẹn được cái việc mình muốn làm. Con nghe nói thần thức của người chết sẽ được thoát ra một trong sáu nơi trên cơ thể, sẽ tái sinh về một trong sáu cõi tùy theo nơi nào thần thức thoát ra. Xin Thầy cho con biết những điều này có phải do Đức Phật nói hay do chư tổ nói. Quý vị biết cái vụ mà thần thức xuất ra ở đâu không? Trong cơ thể theo câu hỏi này không? Biết không? Tại vì có một cái thuyết nói rằng khi mình chết rồi đó, sau khoảng một thời gian vài tiếng, 6-7 tiếng gì đó, rồi bắt đầu mình tới mình rờ lên cơ thể người chết, chỗ nào mà nóng là chỗ đó người đó, cái thần thức họ xuất ra từ đó, rồi họ sẽ đi về cõi nào tùy theo cái chỗ đó. Thì tất cả những cái việc đó nó gom vô một bài kệ. Bài kệ đó như thế này: đảnh thánh nhãn sanh thiên, nhân tâm ngạ quỷ phúc, bàn sanh cước khái ly, địa ngục cước bản xuất. Đảnh thánh nè, đảnh nè, nếu mà cái thân thể đó nóng, lạnh toàn bộ hết mà chỉ còn chỗ này ấm thì người đó sanh về cõi thánh, ý nói cõi Phật đó, gọi là đảnh thánh. Nhãn sanh thiên nghĩa là rờ hết cơ thể đó mà chỉ có con mắt còn ấm thì người này sanh về cõi trời. Đảnh thánh nhãn sanh thiên. Nhân tâm nghĩa là toàn thể thân thể lạnh ngắt, chỉ có cái ngực còn ấm là người này sanh về cõi người. Nếu mà người đó toàn bộ lạnh ngắt hết mà chỉ có cái bụng mà nó ấm là người này sanh về ngạ quỷ. Đảnh thánh nhãn sanh thiên, nhân tâm ngạ quỷ phúc, phúc là cái bụng. Bàn sanh cước cái tất cái ly, nếu mà sanh về cõi súc sanh thì ở dưới lòng bàn chân, ngay cái đầu gối. Đầu gối nó nóng, mấy chỗ khác lạnh. Còn nếu mà địa ngục cước bản xuất, nếu mà lòng ở dưới bàn chân mà nó ấm sau cùng, lạnh sau cùng đó, tức là nó còn ấm lạnh sau cùng thì người đó đọa địa ngục. Thì người ta quy định một bài kệ như vậy để có thể gọi là kiểm nghiệm coi người chết này sanh về đâu. Xin thưa là trong câu hỏi là những trường hợp như vậy do Phật nói hay tổ nói? Cái này Phật không có nói. Cái này là do kinh nghiệm của người xưa các tổ nói thôi, chứ còn Phật không có nói việc này. Bây giờ mình đặt cái trường hợp, mình có tin không? Cái trường hợp đó không sao, mình tin không tin không quan trọng. Nhưng mà có một điều là mình nhớ là thật sự mình có tái sinh trong sáu cõi luân hồi theo lời Phật dạy: địa ngục, ngạ quỷ, trời, người, Atula, địa ngục, người, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Trời, Atula, người, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Đây gọi là sáu cõi luân hồi. Và cái này thường được gọi là lục phàm. Lục phàm là sáu cõi đó đó, từ trời xuống tới địa ngục. Còn trên sáu cõi này có bốn cõi nữa: Phật, Bồ Tát, Thanh Văn, Duyên Giác, gọi là tứ thánh. Tứ thánh lục phàm nhập lại thành 10 pháp giới, gọi là 10 cõi. Mà chúng ta là người sống ở đời này tùy theo cái nghiệp tạo mà chúng ta sanh về một trong 10 cõi. Một là sanh về 4 cõi thánh, hai là sanh về 6 cõi luân hồi. Trời là cõi sướng nhất nhưng vẫn còn luân hồi khổ đau, bởi vì lên đó phước quá thì không lo tu, chỉ lo hưởng, mà hưởng hết phước thì rớt xuống đây. Giống như ông Uất Đầu Lam Phất, hết phước cõi trời, đọa xuống làm con chồn biết bay. Và con chồn này chuyên môn ăn những con cá, là vì cái lời thề của ông ngày xưa.
ta mai mốt ta sẽ làm một loài cá, một loài chồn ăn hết chúng bay. Bởi vì khi ông ngồi thiền, ông tu, những con cá nó dưới nước nó làm rộn ông, và ông nghe được cái tiếng nó lăn tăn, ông bực. Và ông thề một cái lời thề là mai mốt ta sẽ thành một loài chồn ăn hết chúng bay. Vì vậy cho nên khi mà ông có phước, ông sanh về cõi trời, hưởng hết phước đọa làm con chồn, chuyên môn đi ăn loài cá. Cái chuyện mà cái đạo hữu này hỏi đó, thì cái chuyện mà mình rờ ở đâu, ấm đâu đó. Rồi trong này có một câu hỏi nữa nè, trong này nó dính dáng câu hỏi nữa, là như trường hợp á, mình để người chết 8 tiếng như vậy đó, rồi mình rờ như vậy đó, rồi bây giờ trong này đặt một câu hỏi, lỡ người đó chết mà ở ngoài đường, ngoài xá, hay là người đó phát nguyện hiến tạng, rồi không lẽ để tới 8 tiếng nó cứ ngắt còn hiến được cái gì nữa, thì trường hợp đó có ảnh hưởng đến cái chỗ mà gọi là siêu sinh của họ không? Không ảnh hưởng gì hết. Tại sao? Vì cái đó là lời phát nguyện của mình. Mà nếu cái gì mà mình phát nguyện cho dù đau cũng chịu, mình nguyện mà. Ví dụ như hôm nay Pháp Hoàng nguyện là sẽ sinh hoạt với đại chúng 3 thời, mặc dù chiều có mệt đi nữa cũng phải làm, tại vì anh hứa rồi. Anh không muốn người ta gọi anh là con ma nhà họ Hứa. Cái gì mình nguyện thì mình sẽ ráng mình làm. Cho nên Phật tử mình tu tập, mình phát nguyện là vậy đó. Mình phát nguyện chứ mình không thề nha. Phật tử là không được thề thốt. Cho nên ví dụ bạn mình mà không tin mình, nói anh thề đi, anh thề tôi mới tin. Nếu anh không tin tôi thì thôi, chứ còn tôi không thề. Mình không vì một cái chuyện bình thường mà mình thề thốt. Cho nên nếu mà người bạn đó có niềm tin với mình thì không bắt mình thề. Không tin thì hỏi, hỏi mà nói, nói mà không tin bắt mình thề thì không nên. Mình không vì cái việc đó mà mình thề như vậy được. Kính thưa Thầy, cho chúng con xin hỏi, ơn sanh dưỡng và ơn huệ mạng có giống nhau không? Và chúng con phải làm như thế nào để đền đáp công ơn này cho tròn? Cái này nó đi ra từ một cái câu thơ. Ơn giáo dưỡng một đời nên huệ mạng. Tức là mình nói tới ơn thầy đó, nghĩa song thân muôn kiếp khó đáp đền. Mỗi con người chúng ta căn bản chúng ta thọ hai cái ơn lớn trong đời. Một là ơn sanh dưỡng của cha mẹ. Đó là cha mẹ nuôi cái thân thể của mình. Còn thầy tổ cho mình hiểu biết, cho mình giáo pháp, cho mình đường tu để trưởng dưỡng cái thân huệ mạng của mình. Chữ huệ là gì? Là trí huệ của mình. Sở dĩ ngày nay mình thành một người có đủ trí tuệ, hiểu biết để mình giảng pháp tu tập, đó là nhờ các bậc thầy tổ đã dày công viết sách dạy dỗ cho mình. Như vậy thì nếu nói về cái ơn mà thân thể, xác thân, thì chúng ta nhận cơm áo sữa nuôi của cha mẹ. Còn sự hiểu biết của chúng ta là do thầy trao truyền. Cho nên đó là cái người mà cho mình sức khỏe, thân thể, gọi là ơn sanh dưỡng. Còn người mà cho mình hiểu biết gọi là ơn huệ mạng. Huệ mạng là cái mạng này, cái thân này không phải là cái thân sữa bơ cơm gạo nữa, mà cái thân này là pháp thân trí tuệ. Vì vậy cho nên trong một ngôi chùa Việt Nam, tiền Phật hậu tổ, đó là câu chúng ta thường nói, trước thờ Phật sau thờ tổ. Nhưng mà tổ ở tổ đường á, ở giữa thờ các vị tổ sư qua các thời đại, cũng như chư vị hòa thượng tôn đức đã có công cống hiến cho Phật pháp, cái đó gọi là tổ tiên tâm linh. Còn hai bên bàn thờ ông bà, đó là tổ tiên huyết thống. Mà chúng ta thờ hai bên ông bà đó là ơn sinh dưỡng, còn chúng ta thờ tổ ở ngay giữa đó là ơn huệ mạng. Rồi, hai cái đó giống ở cái chỗ là nhớ ơn.
Còn khác là một người cho mình thân, một người cho mình trí. Rồi bây giờ làm sao mình đáp đền? Muốn đáp đền ơn sanh dưỡng thì chúng ta phải giữ cái thân này cho lành mạnh, không nên dùng rượu chè, cờ bạc, xì ke, ma túy, vân vân để tổn hoại thân này. Vì đó là tội bất hiếu đối với ông bà, cha mẹ đã cho mình một thân thể khỏe mạnh mà mình lại đem những độc tố để hại thân mình. Còn nếu mình đền ơn tổ tiên tâm linh cho mình huệ mạng thì hãy vận dụng trí tuệ đó mà tu tập, cũng như giáo hóa cho những người có duyên với mình, dù ít dù nhiều, dù gần dù xa. Nếu chúng ta độ được ai thì chúng ta đều phải đền cái ơn đó. Vì thế cho nên các thầy khi mà lớn lên đi hành đạo thì trong tất cả mọi khả năng của mình, mình đều đem một cái tâm nguyện dựng chùa, lập đạo tràng, hướng dẫn tu tập, hầu đền cái ơn mà thầy tổ của mình đã nuôi dưỡng mình. Ngày xưa nếu thầy tổ không lập chùa mở đạo tràng thì cũng đâu có tới phiên mình vô để mình tu. Thì ngày nay mình có chỗ mình tu rồi thì mình phải vì những người sau mình lập nên, để cho họ có chỗ họ nương tựa. Đó là vậy đó. Cho nên giống là giống ở chỗ cái ơn, còn đền đáp là có hai cách đáp. Một cái là phải giữ thân, xem thân này như chiếc thuyền để tu. Như vậy thì nó có cái mốc quan hệ là gì? Mình á, muốn tu để nương vào lời dạy của tổ tâm linh, mà không có cái thân thì tu không được. Ví dụ các tổ dạy mình ngồi thiền thì mình phải ráng dưỡng thân cho tốt để mình ngồi thiền cho khỏe. Thí dụ vậy đó, các tổ dạy mình bố thí thì mình phải có sức khỏe tốt, đi làm tốt thì mình mới có tiền của để bố thí. Cho nên ở cái chỗ mà đền đáp, nó gặp một cái chỗ chung là chúng ta phải dưỡng cả hai thứ, thân và trí, để việc làm của chúng ta được trọn vẹn. Kính thưa thầy, con được hiểu đã theo Phật thì không thờ các quan thánh thần. Tuy nhiên con được hiểu mỗi mảnh đất có thần tài, thổ địa, thổ công, táo quân. Xin thầy chỉ dạy chúng con việc này cúng như thế nào cho đúng. Thưa đại chúng, là nếu như ở nhà mình xưa nay đã có thờ ông táo, ông thần tài, bây giờ quý vị quy y Tam Bảo rồi, quý vị cũng tiếp tục thờ chứ không cần phải dẹp. Còn nếu mình chưa có thờ thì cũng không cần thờ. Nhưng mà người không hiểu thì người ta thờ á, thần tài là để cầu ông thần đó ban cho tiền của. Người ta thờ ông thổ địa là để mong ông phù hộ cho mình ở yên. Nhưng nếu mình thờ ông thần tài đó, cái tượng ông thần tài đó mà mình giàu đó, thì các ông làm ra các ông thần tài phải giàu hơn mình. Đằng này ông làm từng cái tượng ông bán cho mình mà, phải không? Rồi mình mà giàu có thì ông thần tài mình mới no, thì mới có tiền mới mua đồ cúng. Còn nếu mình thờ ổng mà mình cũng nghèo sơ sát thì tiền đâu mua cúng gì. Vì thì cái ý nghĩa sâu hơn là đừng nghĩ mình thờ ông đó ông ban cho mình tiền. Thần tài là gì? Thổ địa là chi? Thổ địa chính là chúng ta mỗi người đều có một mảnh đất tâm là thổ địa. Mình là thổ địa của mình nè. Rồi bây giờ tất cả chúng ta ngồi đây, không có người nào mà không có chút ít tiền của. Mình có là thần tài của mình chưa? Vậy thì mình là thần tài của mình, mình là thổ địa của mình. Nếu như mà mình biết giữ tiền của thì thổ địa này vững chắc, gia đình yên ấm. Ví dụ bây giờ mình có tiền mà đánh bài, làm những cái việc không đúng, rồi vợ chồng xích mích, rồi thậm chí đi đến cái chỗ đổ vỡ ly dị, cái nhà đó bán là ông thổ địa đó không yên. Như vậy do thổ địa không yên cho nên thần tài mới rủng rỉnh. Mà thần tài mà yên ổn thì thổ địa mới an toàn. Cho nên nếu mình nói cái ý nghĩa sâu mà chúng ta học được á, cho nên Phật Pháp là, quý vị biết không, cái câu mà chúng ta thường nói đó, tà người chánh nói pháp tà, tà pháp thành chánh pháp. Người tà nói chánh pháp, chánh pháp thành tà pháp.
Người chưa hiểu, người ta có thể giảng thần tài thổ địa theo kiểu là cúng bái để mà xin. Đó, bây giờ Phật giáo vẫn đi vào, nương vào cái thần tài thổ địa quý vị có sẵn đó. Bây giờ chỉ mình cách thờ thần tài một cách hay hơn là hãy giữ tâm cho vững, giữ tiền cho chắc, thì thần tài thổ địa không bao giờ có chuyện gì xảy ra. Mà thật ra ông thần tài là ai? Chính là ông Phạm Lãi đó. Tại vì ông Phạm Lãi ngày xưa đó, ông về hưu rồi, ông mới đi khắp các chỗ nghèo đói, ông lấy cái tiền của ông ra ông cho người ta. Rồi mỗi lần mà người ta thấy ông Phạm Lãi xuất hiện thì người ta tự gọi: ô, thần tài của mình tới rồi, thần tài của mình tới rồi. Sau này ông Phạm Lãi ông chết, người ta mới nhớ ơn ông, người ta mới tạo ra cái tượng ông Phạm Lãi, người ta thờ và người ta gọi là ông thần tài. Chứ không thần tài gì đâu, thần tài là ông Phạm Lãi. Còn cái ông thổ địa là một cái ông quan mà ngày xưa ông hay tranh đấu quyền lợi cho dân, bị người ta lấn đất thu thuế, thì ông này có cái công giành lại những cái quyền lợi cho người ta. Vì vậy cho nên khi ông chết đi, người ta cũng nhớ ơn ông, ta tạc cái tượng ông, ta thờ kêu là ông thổ địa. Nhờ ông mà mình mới giữ được miếng đất của mình. Rồi cứ như thế mà truyền riết cho mình kêu là thờ thần tài thổ địa. Mà chứ có ông nào ông thận trên dưới gì đâu, chính là hai cái ông bên tàu, thần tài với thổ địa. Bây giờ mình không có bác, không có bác, nếu đã thờ thì cứ thờ, nhưng mà mình thờ bằng cái tâm niệm sáng suốt của mình thì mình thờ mà không rơi vào mê tín. Cũng giống như ông Táo, mỗi năm mình 23 tháng chạp là đưa ông Táo về trời là một ý niệm nhớ ơn của dân tộc Việt Nam. Vì mình nhớ ơn là cái ông Táo này nè, ông lò này nè, ông đã giúp cho gia đình mình có những bữa cơm đầm ấm suốt quanh năm. Đó là bày tỏ sự nhớ ơn. Vì sao? Gia đình nào còn thổi lửa nấu cơm mỗi buổi chiều thì gia đình đó còn hạnh phúc yên ấm. Gia đình nào mà chiều đó không còn nấu cơm, mạnh ai nấy đi đâu đó ăn, thì gia đình đã bắt đầu tình cảm nó lạnh nhạt. Vì vậy cho nên ông Táo mà còn lửa trong nhà, đó là hạnh phúc gia đình còn. Cho nên thờ ông Táo nghĩa là thờ một cái ông mà đã giúp cho mình về sau nhà cửa mình yên ấm. Cho nên giữ lửa bếp ở trong nhà cho nó yên ấm. Mà nhà nào mà còn nấu cơm, dọn cơm ăn buổi chiều, nhà đó còn hạnh phúc. Còn nhà nào mà cũng nấu nhưng mà sau đó mỗi người một tô, không, thì sẽ có bài hát riêng một góc trời. Vậy thôi. Được chưa? Rồi thôi hết. Thưa đại chúng, lần này Pháp Hòa trở lại Sydney trong 3 buổi, thứ 6, thứ 7 và chủ nhật. Từ chiều thứ 6 là làm việc suốt cho tới bây giờ, mỗi ngày nào cũng 2-3 thời. Hôm qua 3 thời, bữa nay cũng 3 thời. Và đây là buổi sinh hoạt cuối cùng của Pháp Hòa ở tại Sydney. Và ngày mai Pháp Hòa tiếp tục đi qua bên Perth để tiếp tục cái chuyến đi của mình. Thì bữa nay là 11 Tây rồi, thì coi như còn 10 ngày nữa thì Pháp Hòa sẽ về lại Canada. Thì ở đây nhân dịp này, tối nay Pháp Hòa xin thành tâm hướng về đại chúng với tất cả tình thương, lời chúc nguyện đến đại chúng thân tâm được an lạc, gia đình được bình an, tu hành được tinh tấn. Và Pháp Hòa cũng xin cảm ơn tất cả quý vị đã dành cho Pháp Hòa rất nhiều tình thương mà quý vị đã thể hiện trong suốt mấy ngày qua. Nếu mà không có tình thương đó là không bao giờ có chen lấn. Hạnh phúc lắm. Và đặc biệt hơn nữa là chúng con xin kính tri ơn chư vị trụ trì của các đạo tràng, các chùa đã mở lòng tạo duyên cho tất cả chúng con được sinh hoạt hạnh phúc trong suốt một cái cuối tuần vừa qua. Cũng như cảm ơn tất cả quý Phật tử đạo hữu
ở tại Sydney đã dành rất nhiều thời gian quý báu để mà tổ chức các cái buổi sinh hoạt như vậy. Nói chung lại là xin tri ân tất cả và cảm ơn tất cả rất nhiều. Kính bạch thầy, con có một thao thức, vì sao Đức Phật nói người nữ phải sau người nam một đời? Người nữ muốn thành Phật phải chuyển thân nam, Phật tánh đâu có nam hay nữ, giác ngộ đâu có phân biệt giới tính. Có những người nữ là đại trượng phu, có những người nam hạ liệt. Trong lịch sử có ngày Long Nữ thành Phật dù là thân súc sinh. Bà Visakha, hoàng hậu Mặc Lợi, ngay cả nàng Ma Đăng Già thân đê tiện vẫn thành A-la-hớn trước ngài A Nan, xin thầy từ bi chỉ dạy. Thưa đại chúng, câu hỏi là hơi thao thức. Không biết thao thức là tại sao người nữ lại sao người nam. Thưa đại chúng, đứng trên phương diện đại thừa với cái nhìn bình đẳng thì tất cả chúng sanh đều có Phật tính, có khả năng thành Phật dù vị đó là nam hay nữ. Nhưng ở đây trong kinh nói là chuyển nữ thành nam là một biểu tượng chuyển cái phàm thành cái thánh, chuyển cái khó khăn thành cái thuận lợi. Pháp Hòa thưa đại chúng, đối với cái thân á, thân nam á dễ dàng sinh hoạt hơn thân nữ. Thí dụ mình ở một quốc độ nào mà thiếu nước, người nam vẫn dễ chịu hơn người nữ. Đây là mình nói theo cái thân thể đang thọ thôi, đang thọ thân thôi. Thì thí dụ như người nữ mà đến cái ngày dơ mình mà không có tắm rửa gì thì rất là khó chịu. Cho nên đứng trên phương diện thân thì mình chuyển cái dơ thành cái sạch, chuyển cái khó. Cái khó đây là cái thân người nữ khó đi đứng. Thí dụ như người nam mình đi đâu ban đêm mình cũng không sợ, mà người nữ mà đi đâu tối khuya là sợ. Thậm chí nghe đứa con trai nó đi ra ngoài mình không sợ, mà mình nghe đứa con gái mà ra ngoài mình tối là mình lo. Vì mình biết rằng thân người nữ dễ bị người khác xúc phạm. Cho nên ở đây á chỉ nói đến cái khó. Chuyển có nghĩa là gì? Mình chuyển cái nghiệp thôi. Mà chữ nghiệp ở đây không có nghĩa là xấu nữa. Trường hợp này không có là xấu, là mình thọ thân nữ thì có những cái khó khăn của người nữ phải chịu. Mà Đức Phật nói trong kinh là người nữ có 5 điều khó. Một là dơ mình, hai phải làm vợ người nè, ba phải làm người mẹ nè, bốn là phải hy sinh nè, năm là phải bảo bọc. Quý vị thấy là một người nữ là mình phải mang nặng đẻ đau, trong khi đó người nam không bị. Và thí dụ như bây giờ con mà nó khóc á, ba có thể nằm ngủ không lo, người mẹ thì không thể làm được việc đó. Mà thậm chí bây giờ người chồng có bỏ mình đi nữa, mình cũng không nỡ bỏ con, người nam có thể làm chuyện đó. Bỏ vợ được, bỏ con được, mà người nữ khó làm được. Cho nên đó là cái đức hy sinh mà người nữ phải chịu. Còn đứng trên phương diện tu tập, nếu mà mình không bị cái thân người nữ, không mắc vào thân người nữ, thì cái sự đi đứng tu tập mình nó cũng dễ hơn. Mà trong kinh nói á, sanh về cái nước không có người nữ cũng không có kỳ thị nha. Cái chữ đó chỉ để biểu tượng rằng không còn tính dục. Bởi vì hễ chỉ một nam giới thì không có nữ thì người nam không khởi tâm. Ở đây nam nữ là để nói lên cái chỗ quốc độ mà sống bằng dục nhiễm. Cho nên trong kinh nói là nơi nào không có người, sanh ở một quốc độ không có người nữ thì không có nghĩa là kỳ thị không cho người nữ tới. Mà ở đây chỉ mới nói là sanh ở một quốc độ không còn có những cái dục của nữ nam. Chỉ có ý thôi. Và đúng, thí dụ như có những người nữ nhưng mà rất trượng phu, thì cái người nữ đó, tuy đang mang thân nữ nhưng mà đang chuyển rồi đó. Chuyển từ cái thân tướng thì chưa, mà tâm là chuyển rồi đó. Chứ còn chưa nói là mặc dù mình nói rằng người nữ cũng có tính trượng phu, nhưng mà tập nghiệp của người nữ là phần lớn là gì? Hờn, giận. Hay là thí dụ như mình có được những cái chức
vụ gì đó, mình thường hay dính vào cái chức đó mà tháo quát nhiều hơn. Cho nên ở đây thì nói đến cái Đức Phật quán mỗi cái nghiệp ở trên mỗi cái pháp để mà Đức Phật chỉ thôi. Pháp Hòa nói ví dụ như là Hoa Huệ, Hoa Huệ Việt Nam mình á, thì bây giờ mình nhìn cái hoa huệ cái mình nói trời, hoa huệ á, tuy nó thơm nhưng mà vài ngày mà chưng trong nước là nước nó bị hôi lắm. Thì mình đâu có phải mình chê nó đâu, mình nói rõ cái pháp là cái thân của cây huệ tuy nó thơm nó đẹp nhưng mà nước nó thôi. Hẹ ăn ngon không nhưng mà bỏ quên trong tủ lạnh thì sao, chịu không nổi. Dưa chua ăn bánh mì ngon không, nhưng mà quý vị thường thường mà quý vị mở cái tủ lạnh ra mà tủ lạnh nào mà có để thẩu dây dưa chua mà củ cải trắng trong đó coi, hôi không? Hôi. Mà nó ngộ một cái mà mở ra nó trồn cái gì mà hôi dữ vậy, nhưng mà ăn bánh mì mà thiếu nó thiếu à. Như vậy thì mình nói đúng cái pháp của nó chứ không có chê. Pháp nó là như vậy thì mình nói nó là như vậy. Và nếu mình biết cái pháp nó như vậy thì mình làm gì đó, ví dụ như người ta chưng hoa huệ thì biết rằng nó hôi như vậy cho nên thường là 2 ngày người ta đổi nước 1 lần. Nó có cái cách đối trị, cái cách để mà mình làm sao chuyển nó. Pháp Hòa ví dụ như là mình cấm hoa lê dên, hoa huệ Đà Lạt á, mà muốn cho cái hoa huệ nó nở đều thì một là mình phải ngâm nước ấm, hai là mình đem về mình cắt xéo xuống. Khi mình mua về là được không có để nguyên như vậy cắm mà phải cắt xéo xuống, cắm vô trong nước ấm để cho nó rút cái nước mình ấy lên, và đồng thời phải ngắt ở trên đầu của cái hoa đó một chút để nó nở đều từ trên xuống dưới. Nếu mà mình mua về mà mình để yên vậy đó là bảo đảm nó nở nhiêu là nở thôi, còn những cái nào búp là nó để chứ nó không nở đều ra. Còn mình ngắt ở trên ngay cái đầu của nó là nở đều từ trên xuống dưới. Rồi quý vị nào mà cắm hoa bằng cái mút màu xanh á, mà muốn cho hoa nó không hôi, thì khi mình đem cái mút đó về mình ngâm trong nước thì nhớ là cái nước bleach mình clean nhà đó, lấy cái nắp của nó đựng đúng một cái nắp đó, trút vô cái quậy vô cái thùng nước ấm mà mình sẽ ngâm cái cục mút đó, ngâm mút trong đó thì nước mình, cái mút mình cắm hoa không bị hôi. Thì mình nói đúng cái pháp của nó rồi mình có cách để mình điều hành nó. Thì Đức Phật cũng là thế. Ví dụ Đức Phật nhìn các tướng, Đức Phật nói được cái tướng của nó, cái pháp nó là tướng nó vậy, bản chất nó là vậy. Thì để nó có như vậy chúng ta không có khổ. Cho nên Đức Phật nói bản chất của người nữ là thường có những cái nghiệp đi theo sau, như là hờn giận, để lòng, khó nguôi, ví dụ vậy đó, ganh tị. Thế mình biết cái pháp đó để chi? Để mình chuyển mình. Mình chuyển mình để làm gì? Để mình thăng hoa. Nói vậy không có nghĩa là người nam có nha, có những người nam tánh cũng y hệt vậy. Còn nếu nói chung là tất cả chúng sanh hễ còn là con người thì tham sân si đầy đủ. Và tùy theo cái tu tập của chúng sanh mà tham sân si nó giảm hay nó tăng, chứ không có cái ý kỳ thị. Cho nên không có gì phải thao thức. Đều có khả năng thành Phật hết, mà tùy theo. Cho nên Đức Phật á, muốn cho người nữ phải tu tiến, cho nên Đức Phật ra điều kiện là nếu một lần mà tu rồi á mà không thành công á thì không được tu lại. Cái đó chỉ là một cái cách nói để cho mình tiến bộ và phát tâm. Tại vì sao phải không? Mình hay giận sách vở về lắm. Bằng chứng là quý cô quán chiếu thử trong cái công tác Phật sự, việc làm của mình coi. Có đôi khi mình đến chùa mình làm công quả nhưng mà hay giận rồi bỏ cuộc lắm. Vì người nam á, đôi khi cái tánh không có vậy. Người ta tức, ta giận vậy nhưng mà người ta thấy được cái đại thể, đại cuộc cho người ta tiếp tục công việc. Còn mình hay, và mình hay dễ bộc phát, thương ai cũng dễ biểu lộ mà
không thích ai cũng biểu lộ dễ dàng. Thưa thầy, cho con biết tại sao đại đức thượng tọa chỉ có đờn bà không có đờn ông? Dạ đờn nào cũng có. Thưa đại chúng, cái câu quý vị thường nghe nè: kính bạch chư tôn hòa thượng, thượng tọa, đại đức, tăng, ni. Nghĩa là mình nói dạ con kính bạch hòa thượng tăng, hòa thượng ni, thượng tọa tăng, thượng tọa ni, đại đức tăng, đại đức ni. Nhưng không lẽ mình lên thưa vậy? Cho nên phải thưa là kính thưa quý hòa thượng, thượng tọa, đại đức, tăng, ni. Đó là cái câu thưa chữ hai chữ tăng ni là mình muốn gọi trên đó. Ba cái thành phần trên, nam nữ đều có hòa thượng, có thượng tọa, có đại đức. Còn nếu mà cái danh từ hàng ngày mà chúng ta xưng nè, bên tăng á, mà thật sự ra người Việt Nam mình gọi là chữ tăng là dành cho nam, là mình nói là một cái chữ để mình có phân biệt giữa nam nữ, chứ chữ tăng mà dành cho trừ bên nam không là trật á, không đúng. Vì chữ tăng là chữ chung chỉ cho đoàn thể nam nữ, những đoàn thể nào sống thanh tịnh, sống hòa hợp gọi là tăng. Chứ chữ tăng không phải dành riêng cho bên nam. Nhưng mà bởi vì chúng ta muốn phân biệt nữ nam cho nên chúng ta gọi là tăng và ni. Chứ thật sự chữ tăng là đã đủ, không cần phân biệt ni nữa. Vì tăng là một đoàn thể, phải không? Thí dụ như con về nương tựa tăng, hay là tự quy y tăng. Nếu mà mình phân biệt vậy sao không tụng tự quy ni? Nếu chùa nữ phải tụng tự quy ni chứ, rồi tại sao chùa nữ cũng tụng là tự quy tăng? Vậy thì chữ tăng không có phân, ở đây không có nghĩa là dành riêng cho người nam. Thí dụ quý vị đến chư tăng chư ni mà quý vị nói một câu này cũng gọn nữa nè: kính bạch chư tôn đức tăng. Vì vị ni nào mà buồn á, nói đâu có nói tới gì tới tôi đâu. Là vị ni đó chưa hiểu được cái từ chung mình xài, mình dùng. Bên nam gọi là hòa thượng, bên nữ gọi là ni trưởng. Bên nam gọi là thượng tọa, thì bên nữ gọi là ni sư. Bên nam là đại đức, thì bên nữ là sư cô. Có hết mà. Và vị nào từ 40 tuổi đời, 20 tuổi đạo gọi là ni sư, bên nam gọi là thượng tọa. Người đó phải ít nhất 40 tuổi đời và có 20 năm tuổi đạo gọi là thượng tọa hay là ni sư. Vị đó phải là 60 tuổi đời và 40 tuổi đạo thì gọi là hòa thượng hay là ni trưởng. Còn cái từ mà chúng ta thường gọi thân mật trong nhà đó là sư bà. Sư bà, sư ông là để mình gọi thân mật trong nhà thôi, chứ lên hành chánh không có gọi. Ở trên hành chánh văn bản là không có ký tên sư ông gì đó, sư bà gì đó. Ni trưởng hay là hòa thượng. Nhưng mà chữ thượng tọa, chữ hòa thượng á, là sau này chư tổ đề xướng lên trong vấn đề hành chánh của Phật giáo. Chớ thật tình, thời của Đức Phật một từ thôi là đại đức. Đại đức Xá Lợi Phất, đại đức Mục Kiền Liên, đại đức A Nan Đà. Còn các vị nào lớn hơn thì chúng ta gọi là trưởng lão. Gọi là trưởng lão. Danh từ thượng tọa hòa thượng là sau này chúng ta dùng để trong vấn đề hành chánh giáo hội. Và cũng để trong những cái buổi lễ chúng ta xưng gọi cho có thứ lớp vậy. Chứ còn thật sự ra chữ thượng tọa hòa thượng ngày xưa chỉ để dùng trong giới đàn thôi. Cho nên Pháp Hòa xin thưa vậy để các vị biết là có. Và có thể nói là trong Phật giáo rất là bình đẳng. Chư tăng có thể làm cử hành một buổi lễ và thuyết pháp, chư ni cũng có thể cử hành buổi lễ và thuyết pháp mà. Chư tăng thọ tỳ kheo, chư ni vẫn có giới tỳ kheo, gọi là tỳ kheo ni giới. Ở các tôn giáo khác có thể điều đó không có thể được. Có một là những vị nữ tu là không được đứng trên giảng đường pháp tòa hay là những cái bụi trong một cái chánh điện lễ mà làm lễ. Nhưng mà bên Phật giáo là chư ni làm được việc đó hết.
chứ không có sự kỳ thị. Nhưng mà có vấn đề là như thế này: Đức Phật luôn luôn, chư ni á, là đàn em, chư tăng là đàn anh, và chư tăng phải có nhiệm vụ bảo vệ, nâng đỡ chư ni trong mọi sinh hoạt Phật pháp. Cho nên đi sau đó không có nghĩa là thua lỗ, mà để biểu lộ đức khiêm cung của một người em đi trước người anh, chứ không có phải là mình thua lỗ gì hết á. Đó là biểu hiện đức khiêm cung. Và đối với các vị tu sĩ với nhau thì người ta kính trọng nhau ở cái năm tu, cái hạ lạp. Và thậm chí có những vị tu sau nhưng mà tuổi đời lớn, đôi khi các vị tu trước có tuổi đạo lâu năm nhưng mà tuổi trẻ vẫn kính những vị lớn như thường, chứ không có cái tâm khinh thường. Chà, câu hỏi này mới hay nè. Thưa sư phụ, ế có phải là nghiệp không? Ế, ế. Ý nói là sao đi tìm hoài không có ai. Thôi không sao, để sư phụ tặng cho bài thơ ế. Có chi đắc ế người ơi, ế thì thông thả đi chơi một mình, khỏi thưa, khỏi hỏi, khỏi trình, phải không? Uống ăn tự tại một mình chẳng lo. Tại sư phụ ế. Và sư phụ cũng tự làm thơ ế an ủi mình chơi. Có chi đắc ế người ơi, ế thì thông thả đi chơi một mình, khỏi thưa, khỏi hỏi, khỏi trình, uống ăn tự tại một mình chẳng lo. Nói này một chút ha. Thì trong kinh Tăng Chi Bộ á, Đức Phật có nói nếu như mà hai người đó họ thương nhau và họ muốn đời này họ làm vợ chồng mà kiếp sau họ vẫn là vợ chồng nữa đó, thì Đức Phật có chỉ ba cách để có thể tiếp tục làm chồng vợ với nhau. Điều thứ nhất, khi còn đang sống với nhau phải giữ lòng chung thủy, không khởi tâm và quan hệ tình cảm dục nhiễm với người khác. Điều thứ hai, nếu một trong hai người ai chết trước thì trước khi chết phải nói lời phát nguyện. Thí dụ như nói là anh mong rằng kiếp sau mình vẫn còn được gặp nhau để kết thành vợ chồng. Đó là người nào mà chết trước á, trước khi chết nói lời đó. Điều thứ ba, người ở lại thì phải ở độc thân một mình cho hết đời đó, và đồng thời cũng phải có cái tâm ý là muốn gặp lại người đó thì cái duyên vợ chồng kiếp sau của đời này nó mới được kết nối. Trong kinh Phật dạy điều đó, mà nó rất là thực tiễn thôi. Ví dụ như bây giờ á, mình đang sống với người đó mà mình đã khởi tâm người đó, tức là ngang đây là cái tình cảm vợ chồng mình đã đứt rồi. Còn nếu mà người kia mà đi trước mình á, mới có mùng 3, mùng 7 á, hay là mình có ráng lắm mà tới mùng 10 á, thì làm sao tiếp tục được nữa, phải không? Cho nên trong kinh Tăng Chi Bộ Đức Phật dạy điều đó. Nếu vợ chồng nào muốn tiếp tục, nếu đời này mình sống hạnh phúc với nhau và mình biết rằng á, mình muốn tiếp tục cái hạnh phúc này nữa, thì phải làm được ba điều đó. Mà thưa đại chúng, đời này làm vợ chồng á, mà hạnh phúc, không có khổ đau, không gây gổ, hay là có đi nữa hờn giận nói chút ít chứ không có gì hận thù quá đáng đó, là mình biết rằng á, đời đó trước hai vợ người này cũng đã có thiện duyên rồi đó, chứ không phải bình thường. Còn nếu mà nói về cái thật sự mà nói, thì mình ở chế độ độc thân single vẫn là cái pháp thông dong tự tại. Nhiều khi mình nghĩ mình ế, nhưng mà những người mà ta đắc quá, ta thấy mình ế, ta ham.
Cho nên nó đừng có tưởng không ai hâm mộ mình nha, nghe những người ế. Không có đâu. Thí dụ như ế như cỡ quý thầy quý cô đi đâu ta cũng thương mà. Cho nên đừng có lo chuyện đó. Thật sự ra là mình không có nợ thôi. Bây giờ Pháp Hòa nói á, hai vợ chồng mà thương nhau mà ủng hộ nhau, ví dụ như mình đi chùa chồng không có nói gì hết trơn á, nhưng mà trong thâm tâm của mình vẫn thấy mình có một chút trách nhiệm gì phải đi về nhà đúng giờ hay là để người kia chờ ở nhà không, vẫn phải có, dù người kia hoan hỷ và không nói gì mình, nhưng cái bổn phận của mình nó còn nằm ở nơi mình. Cho nên không thể nào mà chúng ta thông dong thoải mái một cách 100% được, dù người kia có ủng hộ mình. Cho nên á, nếu mình á, đợi tới khi mà mình lâm vào cái cảnh khổ bất an rồi á, thí dụ mình không có duyên với cái chuyện tình ái mà cứ ráng đi tìm, mà cái vú này là vú ép à, mà ép không phải duyên mà ép hoài, thì cuối cùng khổ tới hồi mình nói trời ơi biết vậy tôi không thèm. Nhưng mà khi đó mình trễ rồi, phải không? Cho nên thôi yên tâm đi, có khi đi nửa cuộc đời cũng không tìm được một người mình yêu. Lắm khi chỉ một buổi chiều mình gặp người đó mình yêu tới già. Chứ đừng có lo. Nếu là duyên rồi thì làm gì cũng là duyên. Con thắc mắc, con đi các chùa, con cũng thấy có chùa khi sắp bồ đoàn ngồi cho hàng Phật tử đều để khoảng trống ngay chính giữa và sắp hai hàng Phật tử ngồi hai bên. Bên nam đứng sau quý thầy, quý sư cô có mặc áo tràng, hay các bà lớn tuổi đứng trước hàng người nhỏ tuổi có mặc áo tràng hay không có mặc. Vậy có chùa không sắp trống khoảng giữa như vậy, ai đến trước ngồi trước, đến sau ngồi sau, ngồi luôn khoảng giữa, nam nữ lẫn lộn, vậy có ảnh hưởng gì không, hay mỗi chùa nghi luật khác nhau? Kính mong thầy giải thích cho chúng con rõ. Và tại sao mình phải để trống hàng chính giữa để làm gì? Tại rộng quá là để hàng chính giữa chờ đợi. Thưa đại chúng, thường thường là như thế này. Thật sự đó, cái thời Đức Phật á, các vị U Bà Tắc, U Bà Di mà đến thăm Phật á, thì Đức Phật ngồi giữa là các vị cứ mặc áo trắng ngồi xung quanh Ngài để Ngài nói Pháp thôi. Bây giờ mình không còn Đức Phật thì mình đặt tượng Phật ở giữa và mình tạo thành một cái lễ đường để mọi người vào trong đó theo thứ lớp. Thì có chùa thì người ta rất là organized, tổ chức rất là chặt chẽ, thì người ta sắp xếp bồ đoàn tọa cụ hay là những chiếc ghế rõ ràng phân biệt để mọi người ngồi vào đó không có lộn xộn. Còn có những nơi người ta không có nhiều cái sinh hoạt, hoặc không đủ nhân sự, hoặc chưa được sắp xếp việc đó, thì người ta như vậy thôi chứ cũng không có một cái quy ước. Nếu nơi nào có sự sắp xếp thì tự nhiên mình thấy đâu nó vào đó, còn không có sự sắp xếp thì mình thấy nó hơi lượm thượm một chút mà thôi, chứ không có cái gì đúng cũng không có cái gì sai. Không phải là mình ngồi lẫn lộn như vậy là không tốt, nhưng mà nếu mình sắp xếp rõ ràng thì người ta đi vào á, người ta dễ dàng, người ta ngồi hơn, ta biết à nam mà ngồi mé này, nữ ngồi mé kia. Mà có khi người nam ít quá mà phân biệt như vậy rồi hồi cái này, bên nam âm thịnh dương suy. Phải không? Thành thử đôi lúc người ta biết được cái chỗ người ta đạo tràng đó người nam rất ít, thì người ta chỉ để một người vài người nam ngồi trước, đa phần là chia đều hai bên, nó tùy theo hoàn cảnh. Còn trừ cái khoảng giữa là để mình đi lên đi xuống khi mà hành lễ cho dễ dàng. Đặc biệt là ở khoảng giữa của chánh điện, đó là vị trí của trụ trì. Mình là Phật tử tại gia hay là những vị xuất gia mà đến thăm chùa người khác mà giữ đúng lễ cũng không bao giờ đứng giữa chánh điện. Ví dụ ở trên, dù trên này đi, đứng ở dưới này thì được, chứ còn mà bước lên trên ngay giữa trên này là không được. Tại ở trên này, vị trí này đã phân biệt thành một cái nơi như thế này, là vị trí trên này chỉ có những vị lớn, những vị trụ trì, đặc biệt là ở khoảng giữa. Cho nên ở chùa người Hoa đó, người ta rất là rõ ràng, người ta để một cái gối cao ở ngay phía giữa đó,
là người ta để cho vị trụ trì, chỉ có vị trụ trì mới được đứng vào cái vị trí đó khi khóa lễ. Và cái cách người ta đeo sâu chuỗi, mình nhìn sâu chuỗi người ta đeo, mình biết vị đó là trụ trì, hoặc là trụ trì của các chùa đến để làm một cái khóa lễ. Các vị đó thường đắp cái y màu đỏ, cái y đó gọi là tổ y. Khi mà truyền giới theo Trung Hoa đó, ngoài ba y ra người ta truyền một cái y gọi là tổ y, nghĩa là y đó được truyền thừa từ thế hệ này tới thế hệ khác, cho nên gọi là tổ y. Và khi vào khóa lễ mà có vị trụ trì thì vị trụ trì sẽ đắp y màu đỏ. Dù vị trụ trì đó chỉ mới 20 tuổi hay 25 tuổi, người ta vẫn đắp chiếc y đó, bởi vì người ta không nghĩ như mình nghĩ là làm hòa thượng mới được đắp y đại y hay là hồng y. Nhưng mà vì cái chức, cái nhiệm vụ của người ta đã là một vị trụ trì thì người ta phải đắp chiếc y đó và đeo một cái sâu chuỗi dài tận ở dưới gót, để khi người ta nhìn vô trong cái hàng ngũ các vị làm lễ, ta biết đó là vị trụ trì đó. Còn theo Phật giáo Việt Nam mình thì mặc giống nhau hết, thậm chí khiêm cung không có dám đắp những cái y lớn, thì vô không biết vị nào trụ trì, phải hỏi, phải giới thiệu. Nhưng mà người Hoa rất là rõ ràng trong cái hình thức đó. Con rất là vui mừng được thầy qua đảo Maui và gặp được thầy bằng xương bằng thịt, giảng pháp và giải đáp những câu hỏi để chúng con hiểu rộng. Ở chùa và nhà con thường thấy cúng Phật như bông, trái cây, đèn, nhang, nước, và những thứ này tượng trưng cho những gì? Thưa đại chúng, khi mình cúng Phật thường là có 6 thứ để cúng, gọi là lục chủng cúng dường. Lục chủng cúng dường là gì? Một là hương, tức là nhang; hai là đèn; ba là trái cây; bốn là gì nữa? Hả? Hoa. Năm là đồ, đồ tức là thức ăn á. Sáu là nhạc. Tức là chúng ta cúng dường Tam Bảo, cúng dường Phật có 6 thứ: đèn, nhang, hoa, trái là 4 thứ căn bản mình thường thấy. Thứ năm là thức ăn. Ví dụ như trên bàn thờ Phật Việt Nam á, ngoài những 4 thứ đó, có chén chè phải không? Có dĩa xôi phải không? Chè xôi là đồ. Còn ví dụ mình nào trong buổi lễ mình hát trầm hương đốt, đó là nhạc. 6 thứ cúng dường Tam Bảo. Phật mà thuyết pháp xong là chư thiên xuống rải hoa cúng dường, chư thiên tấu nhạc cúng dường. Mà nhạc đó không phải là những cái bài nhạc buồn, không phải là những bài nhạc khổ đau, mà những bài nhạc có tính cách hướng thượng. Cho nên nhạc lễ, ví dụ như mình tán đó, lắc chuông, lắc linh nè, có trống nè, có tang nè, có mõ nè, những cái nhạc lễ đó, những khí pháp khí đó ta thỉnh lên đó, đó là một hình thức nhạc đó, nhạc lễ để tán thán, để cúng dường. Thì cúng dường Phật có 6 món, chúng ta gọi là lục chủng thành tựu. Hương á là tượng trưng cho giới, vì hương là thơm, hương mà xông lên thì thơm ngát. Cũng như vậy, một người đạo hạnh, hương đức hạnh của họ tỏa ngát. Cho nên Kinh Pháp Cú mới có câu: tất cả các thứ hương, không hương nào bay được ngược gió, chỉ có hương người đức hạnh bay ngược gió bốn phương. Vì vậy cho nên thắp cây hương để nhắc nhở mình về vấn đề hương đức hạnh. Đó là một ý. Ý thứ hai, khi quý vị thắp hương thường là thắp mấy cây? 3 phải không? Tượng trưng cho giới, định, tuệ. Nhưng mà thật sự ra trong định có tuệ, trong tuệ có định, có giới, chỉ cần thắp một cũng đủ. Cho nên chúng ta thắp một cây hương cũng đủ, vì một mà có 3. Cái điều thứ ba để chúng ta quán về cây hương, quý vị nhìn thấy cái gì xông lên? Khói. Cái gì rơi xuống? Tro. Phải không? Cũng như thế, cây hương thắp lên là để nhắc nhở mình. Nếu tâm mình rỗng rang nhẹ nhàng thì như làn khói bay lên, nếu tâm mình nặng nề thì như tro rớt xuống. Thắp một cây hương thôi mà đầy đủ nhiều cái ý nghĩa trong đó. Bây giờ nói tới hoa. Hoa đẹp không? Ai cũng thích. Vậy thì chúng ta phải học hạnh như hoa.
đến đâu cũng tươi mát nhẹ nhàng. Bên cạnh đó, hoa còn nhắc nhở chúng ta một ý nghĩa gì? Vô thường. Đẹp đó, xinh đó, nhưng mà rồi héo tàn cũng không xa. Hoa kia đẹp nên hoa mau tàn tạ, bướm lịch sinh nên bướm bị ép khô. Khuyên ai chớ có mơ hồ, soi gương qua bướm để tô điểm mình. Vậy cấm hoa hai ý nghĩa: một là vô thường, hai là đến với nhau như những nét đẹp của hoa. Đối với bình hoa thì bên này là gì? Dĩa trái cây, phải không? Trái cây là tượng trưng cho nhân quả, vì chúng ta thường gọi trái là quả. Trồng quả cam ra trái cam, trồng quả táo ra quả táo. Như vậy thì nhắc nhở chúng ta đừng quên đạo lý của nhân quả. Rồi có nhiều người nói đông bình tây quả. Vậy đông ở đâu mà tây ở đâu? Đông bình tây quả là một câu nói để biểu tượng cho hai cái đối lại. Bất cứ mình để bình ba bên nào thì bên kia là bên trái cây. Cái ý của người ta muốn nói đông bình tây quả là như vậy đó, tức là hai cái đối lại. Và nếu mà còn đối lại là gì? Hoa là nhân mà trái là quả, nhân quả đồng thời. Cho nên khi trưng trái cây á, không có được để lè phè. Nếu bốn trái thì phải kiếm cái dĩa nhỏ, đơm ba trái ở dưới, một trái ở trên. Chứ không có bốn trái, năm trái mà kiếm cái dĩa bự rồi để nó lè phè, nó lăn tới lăn lui vậy nè, là quả này lung lay dễ rớt. Trưng trái cây là phải đơm cao lên để biểu tượng rằng mình tu hành và mong muốn quả mỗi ngày mỗi thăng tiến. Quý vị hiểu được ý đó không? Đèn hai cây là tượng trưng cho trí tuệ Phật và trí tuệ chúng sanh ngang nhau. Cho nên trên bàn Phật để hai cái đèn, trí tuệ của Phật và trí tuệ chúng sanh giống nhau. Cho nên nhìn vô cái bàn thờ của Phật giáo là chúng ta thấy được cả cái đạo lý, giáo lý căn bản hướng dẫn một Phật tử hướng tâm: nhân quả, giới pháp, trí tuệ. Cho nên để một cái bàn thờ không hề có mê tín nếu chúng ta hiểu được đạo lý. Và bất cứ chúng ta làm việc gì mà nếu chúng ta hiểu việc làm của chúng ta thì việc làm đó tự nhiên trở thành ra trí tuệ chứ không hề mê tín. Mình tin mà không hiểu mới mê, còn tin mà hiểu thì tính chứ còn không phải là mê. Và nếu tin mà không hiểu mà cứ làm hoài mà càng làm càng đắm chìm thì gọi là cuồng tín, mê tín chứ không phải là chánh tín hay là chân tín. Để Pháp Hòa giải thích sơ qua cái ý nghĩa nhang đèn trên bàn thờ. Con có một câu hỏi: khi mình thỉnh Phật, bất cứ tượng Phật nào con nghe người ta bảo gửi chùa để khai quang điểm nhãn, nhưng có người nói rằng không có thầy cô người nào dám khai quang điểm nhãn Phật hết, vì Phật là người toàn giác cao siêu nhất. Vậy ai dám khai quang làm việc đó? Xin thầy khai thị cho chúng con hiểu. Thưa đại chúng, cái từ mà khai quang điểm nhãn đó, khai quang nghĩa là mở ánh sáng, điểm nhãn là chấm con mắt. Đó là theo quan niệm người xưa, là bởi vì cái tượng Phật người ta làm á, tượng ở ngoài tiệm là mình mang về, cái tượng này chưa được cái sự gia trì của chư tăng mở ánh sáng, mở mắt để mà coi như là cái tượng này trở thành một tượng có giá trị. Nhưng mà nếu mình hiểu theo cái nghĩa thường á, là mình làm sao dám khai quang điểm nhãn Phật? Phật phải là người khai quang điểm nhãn cho mình. Nhưng mà bây giờ á, Pháp Hòa sẽ thưa đại chúng là khai quang điểm nhãn cho mình chứ không phải cho tượng Phật. Pháp Hòa ví dụ vậy nè. Bây giờ quý vị đem tượng Quan Âm lên nhờ thầy khai quang, thì thầy cầm bức tượng này lên, thì thầy mới hỏi chứ: cô biết tượng này tượng gì không? Nói dạ tượng Quan Âm. Cô có biết Quan Âm tượng trưng cho hạnh gì không? Dạ hạnh từ bi. Hay là nói là dạ con không biết, Quan Âm mà phù hộ cho mạnh giỏi. Bắt đầu thầy mới nói nè: Đức Quan Âm tượng trưng cho hạnh nhẫn nhục, tượng trưng cho hạnh lắng nghe,
Mình thờ Đức Quan Âm là mình phải học hạnh của Ngài nhẫn nhục và biết lắng nghe. Bình cam lộ là tượng trưng cho nhẫn nhục. Cành dương liễu là tượng trưng cho tinh thần uyển chuyển tùy duyên trong mọi nơi mọi lúc. Cái ấn mà Ngài bắt là tượng trưng cho sự kiên trì. Cô thờ Đức Quan Âm, cô nhớ học hạnh Đức Quan Âm, dũng mãnh, kiên trì, nhẫn nhục, từ bi. Ồ vậy hả thầy, hôm nay con biết được cái nghĩa đó rồi, con xin học theo hạnh của Đức Quan Âm. Vậy mình có khai quang cho cô đó chưa? Mình đã điểm nhãn cổ chưa? Vậy khai quang điểm nhãn cho ai? Cho tượng Phật hay cho người thờ? À, khi mình cầm một cái vật lên, cái vật đó mình cầm trên tay, mình lấy cái tâm mình ấn vô cái vật đó, gọi là tâm ấn vật. Tâm của mình ấn vô cái vật đó. Rồi mai mốt mà mình cầm cái vật đó lên á, mình nhìn cái vật mình nói vật ấn tâm. Bây giờ Pháp Hòa ví dụ, quý vị đi đảo Hawaii khóa tu, ngày mai là hết tu và được dõng dù đi chơi, đi dạo đâu đó, thấy một cái món hàng, thấy món hàng nhớ tới người bạn. Vậy thì khi thấy món hàng mà nhớ người bạn thì cái đó gọi là gì? Vật ấn tâm. Tâm mình có người bạn, thấy món hàng đó nhớ người bạn thì là vật ấn tâm, phải không? Mua món hàng đó về, cầm lên tặng bạn. Tôi đi chơi ở đảo, tôi gặp cái này tôi nhớ chị, tôi mua món quà này để tặng chị. Người bạn đó cầm món quà đó lên kỷ niệm cất. Mai mốt người bạn đi ngang món đó, chị cái này á, chị Bảy chỉ cho tôi nè, tội nghiệp đi chơi mà nhớ tôi. Vậy thì cái món hàng đó là vật ấn, vật ấn tâm. Khi mình mua tặng cho bạn là tâm ấn vật. Bạn của mình nhận món quà nhớ tới mình là vật ấn tâm. Quý vị cầm cái tượng Phật lên nhờ thầy chú nguyện, thầy cầm vật lên, thầy lấy tâm thầy ấn vào đó là thầy lấy tâm ấn vật. Ai muốn khai quang tượng nào Pháp Hòa cũng khai hết á. Nhưng mà mình nói cho người ta hiểu được cái ý nghĩa của thờ, ta mở ánh sáng ta lên. Thầy ơi, thầy chú nguyện dùm con thần tài thổ địa. Cô biết thần tài là gì không? Là ông thần giữ tiền. Cô biết thổ địa là gì không? Là ông giữ đất. Đất là nhà cửa. Tiền là của cải mình làm ra. Nhớ có tiền giữ cho kỹ, đừng có xài phung phí. Nhà mình mà yên ổn thì tiền của nó còn. Vợ chồng yên ổn là nhà cửa còn, đất đai còn, tiền của còn. Vợ chồng mà rung rinh là đất phân hai, tiền của phân hai. Thờ thần tài thổ địa là mình là người giữ của. Đất mà còn là, tại vì thổ sanh kim. Thờ thần tài thổ địa là biểu tượng cho ngũ hành. Thổ sanh kim, đất sanh vàng, đất sanh ra tiền. Tâm này mà vững thì tiền nó sanh. Cô hiểu được ý nghĩa thờ thần tài thổ địa chưa? Dạ con hiểu rồi. Vậy mình khai quang cho cổ chưa? Điểm nhãn cho cổ chưa? Khai quang điểm nhãn phải khai tượng Phật mà khai người thờ. Anh thờ mà anh không hiểu gì hết thì càng thờ anh càng tối tâm chứ không có phát quang được. Cho nên ai mời Pháp Hòa tới tiệm cúng và cũng đi nữa. Đi tới tiệm cúng mở khai trương, giảng cho họ nghe ý nghĩa khai trương. Cho nên trong Phật Pháp, Pháp nào cũng là Pháp Phật. Nếu mà mình biết đem Pháp Phật, mình ấn vô trong cái vật đó thì vật nó thành ra Pháp hết. Vậy quý vị hiểu được khai quang điểm nhãn không? Nhưng mà thường mình nói thầy ơi, nhờ thầy chú nguyện giùm con. Thật sự ra có kinh gì gọi là kinh chú nguyện đâu. Nhưng mà thầy gia trì vô đó bằng cái tâm của người vị tu đó. Xin Bồ Tát Quan Âm gia hộ cho Phật tử thỉnh tượng Phật về thờ, phát tâm từ bi, phát đại trí tuệ, nhẫn nhục, nhu hòa, bình an trong cuộc sống. Đất
cả những thiện lành gì mà mình muốn gia trì cho người Phật tử đó, mình chú vô đó, là chú nguyện chứ gì đâu, chứ đâu có bùa phép gì đâu. Cho quý vị mà đi thăm bệnh á, vô thăm bệnh là thường mình lấy tay mình áp lên tay người bệnh, phải không? Có không? Trời, bác vô đây lâu chưa? Con đâu có hay bắt bệnh. Bữa nay đi chợ gặp chị Bảy, chị nói bác bệnh, con đi thăm bác. Nói mà lấy cái tay xúc chạm lên, cái đó là một cái ấn đó. Cái đó là một cái ấn đó. Con kính chúc thầy pháp thể an khang, chúng sanh dị độ, chứ không phải vị độ nha. Khi mà viết chữ dị là VD là dễ độ, còn viết thành chữ vị là vi y ngắn đó, là chữ vị này là không thể được. Nên con chúc thầy pháp thể khinh an, chúng sanh vị độ, nghĩa là đổng độ được ai hết. Có một cái cô đó, cổ viết cho bà cái thơ, thì cuối thơ của nó: con kính chúc thầy pháp hòa vô minh muôn năm. Vô minh đó. Con có câu hỏi, xin thầy cho con được biết, khi bắt đầu vô kinh và đọc chú Đại Bi rồi thì mình ngồi yên tại chỗ mình tụng, không được đứng dậy đi qua đi lại, vì có người nói tụng chú Đại Bi là mời các long thần ngộ pháp chứng minh và người khuất mặt đến tụng kinh với mình. Vậy khi đứng lên đứng xuống là bước qua mình, bước qua mình vô hình, bước qua bước lại vô tình đạp lên người khuất mặt, đúng không thầy? Có gì tụi con tránh không tái phạm. Hiểu câu hỏi không? Nghĩa là khi mình tụng kinh, mình bắt đầu tụng chú Đại Bi rồi là mình mời Phật, mời Bồ Tát, long thần hộ pháp, các vị khuất mặt ngồi đầy dãy trong chánh điện tụng với mình. Cho nên mình phải ngồi yên chỗ tụng, không được đứng lên đứng xuống. Nếu mà đứng lên đứng xuống, đi tới đi lui là vô tình mình đạp lên những người khuất mặt. Hồi nào giờ có ai bị hất chưa? Nếu mà có người nào mà lỡ đi tới lui mà bị tự nhiên đang đi chỗ trống đó ta hất lật, nó là người khuất mặt ngồi đó. Trời ơi, mình làm như người khuất mặt dại lắm vậy. Ngồi yên cho mình đạp họ. Đây là một trong những ý niệm tà kiến. Thưa đại chúng, tà kiến nghĩa là những cái thấy sai lệch, chứ không có phải tà ma gì hết. Chữ tà Pháp Hòa thường nói hoài là nó lệch, nó không đúng, vậy thôi. Tà kiến nghĩa là những cái như vậy nè, đó, hình thức vậy đó. Rồi vô tình mình biến đạo Phật bằng những cái hình ảnh như thế này. Mình tụng chú Đại Bi, dù mình có hiểu rằng tác các vị có đến đây với mình, thì các vị ngồi trong khắp cõi hư không này đi nữa, thì các vị cùng tụng kinh với mình. Và xin lỗi đại chúng, người ta cũng thông minh lắm chứ. Pháp Hòa nói ví dụ, giờ Pháp Hòa đang ngồi chật đây nè, một người muốn đi ngang mình, không lẽ mình không tránh cho người ta đi? Mà người nào mà thấy rồi cũng phải né chứ, chứ không có cái chuyện mà mình đứng dậy rồi đạp lên người ta. Nói kiểu này là không ai dám đi chùa. Khuất mặt ngồi đông quá lỡ đạp. Rồi ví dụ giờ vị nào mà xin lỗi, người ta muốn đi vệ sinh quá mà không cho đứng dậy sợ đạp, lát mình có willing để chùi chỗ đó không? Nguy hiểm lắm á. Thôi mình ráng một câu hỏi nữa là xong nha. Thưa thầy, trì chú Đại Bi và chú Chuẩn Đề khác nhau chỗ nào, xin thầy giải thích cho chúng con. Quá dễ. Chú Đại Bi khác với chú Đại Bi, chú Đại Bi và khác với chú Chuẩn Đề là chú Đại Bi dài hơn chú Chuẩn Đề, tụng lâu thuộc hơn chú Chuẩn Đề. Thưa đại chúng, Chuẩn Đề nói cho đủ là Tô Tất Đế. Bởi vì chữ Tô Tất Đế dịch là diệu thành tựu. Chuẩn Đề thì có hai nghĩa là vị thi và thành tựu. Vị thi nghĩa là mình có khả năng, thi vi có nghĩa là mình có khả năng
thực hiện những ước nguyện, những lời phát nguyện của mình. Cho nên đây là một hình ảnh của Đức Bồ Tát do phát nguyện mà thành tựu, cho nên gọi là diệu thành tựu. Pháp Hòa ví dụ nha, hai ni sư về đây đó, ở trên cái đảo này mà lập cái tu viện, cái một cái chùa như vậy đó, khó không? Khó mà không có lui bước, vẫn tiếp tục phát nguyện và làm những công việc của mình. Cái đó gọi là thi vi. Thi vi là giữ vững cái thời nguyện của mình. Và cuối cùng bữa nay thành tựu chưa? Thành tựu gọi là diệu thành tựu. Tô tất đế chuẩn đề rồi đó. Và vì sao mà mình phát được cái nguyện đó? Vì mình có chân trí. Chân trí là gì? Có được cái trí tuệ chân chánh để nhận xét. Cho nên thường người ta tạo đức chuẩn đề, tạo cái hình ảnh đức chuẩn đề, ở chính giữa có con mắt thứ ba. Con mắt thứ ba là tượng trưng cho chân trí hay là thật trí. Còn 18 cánh tay là tượng trưng cho những cái hình ảnh gọi là quyền thừa. Nghĩa là vì thấy được việc đó, cho nên tất cả việc làm của mình linh động. Cho nên 18 cái cánh tay, mỗi tay cầm một pháp khí. Cái bài thần chú này được trích trong một cái bản kinh gọi là Phật Mẫu Đại Chuẩn Đề Đà Ra Ni Kinh. Còn chú Đại Bi á, là một bài chú được trích trong một quyển kinh có tên là Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán Thế Âm Bồ Tát Quảng Đại Vô Ngại Đại Bi Tâm Đà Ra Ni. Kinh tên rất là dài. Và trong đó trước khi nói thần chú này, Đức Quan Âm nói rằng á, nơi nào chúng sanh bệnh tật đói khổ mà muốn, vì con muốn khởi lòng từ bi, cho nên nói ra bài thần chú này để giúp cho các vị phát triển tâm tự. Cho nên nói tóm lại, về năng lực thần chú nào cũng giống nhau, và mỗi bài thần chú chuyên chở một pháp tu. Chú chuẩn đề để giúp cho mình thành tựu được những ước nguyện của mình như cái ước nguyện mình muốn. Còn chú Đại Bi là giúp cho mình phát triển tâm từ. Cho nên mở đầu cái lời là Thiên Thủ Thiên Nhãn Vô Ngại Đại Bi Tâm Đà Ra Ni. Thiên thủ là ngàn tay, thiên nhãn là ngàn mắt. Vô ngại đại bi tâm nghĩa là tâm không còn có gì ngăn ngại nữa, thì tất cả sự ngăn ngại đó được chuyển thành Đà Ra Ni hết. Tại sao? Vì Đà Ra Ni có ba nghĩa. Đà Ra Ni là vô ngại. Đà Ra Ni là tổng trì. Tổng trì là gì? Tổng cất tất cả pháp, trì tất cả nghĩa. Mình gồm thâu tất cả các pháp mà mình hành xử tất cả các pháp tùy theo cái hoàn cảnh của chúng sanh, cho gọi là Đà Ra Ni. Cho quý vị trì thần chú nào cũng được. Thần chú chuẩn đề giúp cho mình thành tựu những ước nguyện của mình. Thật ra bài thần chú nó chỉ có mấy câu thôi. Nam Mô Tát Đa Nẵm Tam Miệu Tam Bồ Đề Câu Chi Nẵm. Những câu đó chưa phải là chú. Câu đó chỉ là tán dương, là biểu tượng. Câu chú chỉ có một câu thôi: Án chiết lệ chủ lệ chuẩn đề ta bà ha. Đó là tâm chú của chuẩn đề. Mỗi bài thần chú nó dài lắm, nhưng mà nó có một câu tâm chú cuối cùng. Mà cái câu tâm chú là câu quan trọng nhất. Chúng ta nếu hành trì thì trì câu đó đã đủ. Thí dụ như nguyên bài chú Lăng Nghiêm á, tâm chú của Lăng Nghiêm là cái câu cuối cùng: Án a na lệ tỳ xá đề bệ ra bạc xà ra đà rị bàn đà nể bạc xà ra bán ni phấn hổ hồng đô lô phấn ta bà ha. Còn cái câu chú Đại Bi á, tâm chú của nó là gì? Án tất điện đô mạng đa ra bạc đà dạ ta bà ha. Còn tất cả câu trước từ Nam Mô Hắc Ra Đắc Na Ra Ra Dạ Gia gì đó, đó là những câu ca ngợi Tam Bảo, tán dương Phật Pháp Tăng, cũng như là những cái pháp thân của Đức Quan Âm. Còn câu thần chú cuối cùng mới là tâm chú. Chú Dược Sư cũng vậy. Cái câu tâm chú của chú Dược Sư là Án bệ sắc thệ, bệ sắc thệ, bệ sắc xả tam một yết đế xóa ha. Mình trì nguyên bài cũng được, mình trì chỉ cái câu tâm chú đó cũng được.
Còn bốn câu đầu á, khể thủ quy y tô tất đế, đầu diện đảnh lễ thất câu chi, nhớ bài đó không? Ngã kim xưng tán đại chuẩn đề, duy nguyện từ bi thùy gia hộ. Và bốn câu đó là bốn câu tán dương đức chuẩn đề của ngài Long Thọ. Khi ngài trì cái mật pháp đó, ngài đã nói lên bài kệ đó để tán dương đức chuẩn đề. Cho nên cái bài đó là của ngài, của tổ Long Thọ, ngài viết ra để tán dương bài thần chú, tán dương đức chuẩn đề. Câu hỏi cuối: hàng Phật tử chúng con quy tam bảo phải giữ gìn năm giới và có cần phải thọ Bồ Tát giới hay không? Thưa không cần, năm giới là đã đủ. Còn mình muốn thọ thêm thập thiện Bồ Tát giới đó là phát tâm thêm, chứ tất cả nền tảng tu tập năm giới là đã đủ. Lá cờ Phật giáo có mấy màu? Năm màu. Năm màu của lá cờ Phật giáo là tượng trưng cho năm giới mà tất cả quý vị thọ. Còn năm cái màu phía dưới, năm cái ở trên là năm giới, còn tượng trưng cho năm châu. Nếu năm châu này mà thực hiện được năm giới thì một tổ thành một cái toàn thể, một cái địa cầu, một cái thế giới bình đẳng, cho nên có năm cái màu phía dưới. Năm cái màu nhỏ nhỏ phía dưới là đại đồng, là tổng thể. Năm ở trên là năm châu và năm giới. Nếu trong năm giới và Bồ Tát giới mà mình đã thọ mà luôn phạm lỗi thì có nên không? Cái này khỏi trả lời, mình biết rồi, phải không? Khi quý vị, tất cả chúng ta là cư sĩ hay tu sĩ mà thọ giới đó, chúng ta làm hai điều. Quý vị nhớ đây là hai điều chúng ta cần làm trong khi hành trì giới. Một là tác trì, hai là chỉ trì. Hay nói cách khác, mình phải có chỉ trì và tác trì. Thế nào là chỉ trì? Chỉ là dừng, trì là gìn giữ. Mình phải giữ cái việc không nên làm. Ví dụ như không sát sanh, không trộm cắp, không tà hạnh, không nói dối. Cái không làm đó gọi là chỉ trì. Còn bây giờ tác trì nè: phóng sanh, bố thí, chánh hạnh, ái ngữ, sống đời sống an lành, không rượu chè cờ bạc. Cái không làm, cái ác không làm là chỉ trì. Cái thiện cần làm thì gọi là tác trì. Đó là tinh thần của người Phật tử, phải chỉ trì và phải tác trì. Tác trì là phải làm lành, chỉ trì là phải bỏ ác. Thế thì chúng ta thực hiện lời Phật dạy bỏ ác làm lành chưa? Được không? Được. Cái gì xấu ác không làm là chỉ trì. Cái gì mà thiện lành mà làm là tác trì. Mà người nào có chỉ trì, có tác trì là người đó có giữ giới. Dù quý vị chưa ai thọ giới quy y, nhưng tự trong tâm mình vẫn biết ác không được làm, đã là giữ giới rồi. Cho nên đừng sợ quy y. Ngày nào mình thọ giới quy y chỉ là cái lễ để làm gì? Để hộp pháp cho mình trở thành một Phật tử thôi. Chứ thật sự trong đời sống hàng ngày mình đã từng bỏ ác làm lành rồi. Hôm nay phát nguyện để chính thức, để cái đó nó đi vào trong tâm thức của mình. Lỡ vô thường nó đến, mình không sợ, vì cái thiện lành đã tác động trong tâm thức của mình. Cho nên quy y á, hồi nhỏ đó không biết gì hết, lớn lên có ý thức phải quy y, phải làm lễ lại, để cái pháp quy y nó tác động trong tâm thức của mình. Rồi có nhiều vị sẽ nói rằng thôi quy y rồi mất tự do, quy y rồi làm sợ tội. Quy y làm có tội, bổ hỏng quy y làm không tội à? Nhưng mà quy y rồi á, lỡ có muốn làm á, cũng nương tay, cũng biết cái gì mà tội lỗi để mà còn dừng lại kịp thời. Thôi chúng ta hết giờ. Thưa đại chúng, là chiều hôm nay mình cũng đã cố gắng trả lời hết những câu hỏi mà hồi tối còn dư lại. Thì mong rằng sau một giờ này, Pháp Hòa tạm chia sẻ những cái hiểu biết của mình qua những câu hỏi của đại chúng. Có điều gì sơ sót, chưa được trọn vẹn thì xin đại chúng hoan hỷ cho. Bây giờ chúng ta hồi hướng để chúng ta tiếp tục chương trình của buổi chiều ở tại chùa. Thì chút xíu sau khi phần hồi hướng thì quý sư cô sẽ thông báo thêm. Chúng ta chắp tay nghe ba tiếng chuông để hồi hướng.